Nói một cách khác thì bảng xếp hạng của chúng ta hiện tại đang được chia tạm thời được chia làm ba nhóm. Nhóm đầu tiên với sự dẫn đầu của Team Flash, ZD và IGP Gaming. Nhóm thứ hai là cái nhóm có cuộc đua rất khốc liệt vào top 4 để nuôi hy vọng vào với vòng loại SEA Games. Đó là Swing Van Tom, Pháp TV và In The Dark. Và nhóm cuối cùng là hai đội tuyển đã có phong độ tương đối là tệ, đó là Adodit và Overclocker. Và chúng ta đã có tỷ lệ bình chọn chiến thắng tại fanpage cao thủ Liên Quân với 59% cho Pháp TV và 41% cho In The Dark. Thì tạm thời đánh giá với tỷ số như này vẫn đang là khá cân dành cho cả hai đội tuyển. Lý do mà Adodit Esports trên Overclocker có lẽ là do họ thành tích đối đầu của họ tốt hơn Overclocker. Họ đã có màn đối đầu trực diện với Overclocker ngay ở trận ra quân và có được chiến thắng cho mình. Nhưng có lẽ là hành trình tới với top 4 của Adonis Esports và Overclocker ít nhất tại giai đoạn lượt đi này có lẽ là đã không còn quá nhiều hy vọng nữa. Có lẽ cuộc đua nó sẽ ở khúc ở giữa như anh Hải Phong nói. Đó là cuộc chiến giữa các đội tuyển từ vị trí thứ 4 đổ đi, Pháp TV, Swing Phantom, VC in the Dark. Và đây sẽ là trận đấu ảnh hưởng rất nhiều tới cục diện của bảng xếp hạng. Và Pháp TV họ sẽ vẫn ở bên phía đội đỏ. Pháp TV một đội tuyển rất ưa thích các slot ở bên phía đội đỏ và đã có một sự lựa chọn được hở ra, đó chính là HT. Nhưng In The Dark thì không muốn lấy nó, họ lấy đi Phoenix. Pháp TV cũng không muốn quá mạo hiểm ngay quân bài mạnh này ở những sự lựa chọn đầu tiên, nên họ cũng sẽ có cho mình hai quân bài xạ thủ trợ thủ, đó là Van Hen cũng như là Omar. Rất tốt với bộ đôi Van Hen và Omar. Đây là bộ đôi có khả năng rất nhiều hiệu ứng khống chế ở những cấp đội đầu. Khi mà can thiệp ra khu vực đường giữa hay ở khu vực đường của mình trao đổi chiêu thức thì luôn là đội tuyển có được cái lợi thế với liên tiếp tình huống làm choáng khó chịu đến từ Omar, cũng như khả năng ném phi tiêu làm choáng đến từ Van Hen nữa. Và tiếp tục cũng là một vị tướng có khả năng khó chịu với khả năng làm choáng tầm xa cũng như là những sát thương diện rộng, đó là ông già Ignis. Còn bên phía của ZDuck thì họ cũng có được một vị tướng solo đường chất lượng cũng như là thuận tay dành cho play, đó là Jena đã có dành cho bên phía của ZDuck. Jena rõ ràng là những gì mà In The Dark có được ngay ở lần đi chợ đầu tiên tương đối là đẹp mắt với sự xuất hiện của Raz, của Jena và của Phoenix. Raz có vẻ là một vị tướng không được xuất hiện quá nhiều tại giải đấu chơi danh vọng mùa đông 2019, nhưng với một số những người chơi có kỹ năng cao ví dụ như Xuân Bách thì anh ta luôn luôn biết cách có được những tầm ảnh hưởng của mình với việc sử dụng cho mình cái tả xung hĩ đột này, sau đó những cú cấu rỉa từ xa đến từ Raz gây lại được hiệu quả cao và có những cú bắt lẻ trong những tình huống giao tranh tổng quan trọng. Và Martin đã lựa chọn quân bài đột biến này ngay ở ván đấu đầu tiên. Đây là một sự lựa chọn tương đối là có phần mạo hiểm đôi chút, bởi lẽ bên phía Pháp TV nhìn vào ba sự lựa chọn này với Van Hen, với Omar và đó là Ignis, hiệu ứng là tương đối nhiều. Với một vị tướng cần phải áp sát để có thể có được cho mình những cú dồn combo để kết liễu đối phương thì đó sẽ là một điều tương đối khó khăn hơn. Có lẽ là giai đoạn đầu trận đấu Martin sẽ phụ thuộc rất nhiều vào những tình huống cầu máu từ xa đến cú đấm thăng hoa của mình. Pháp TV họ đang chủ động cấm đi đó là Superman, còn In The Dark thì họ cấm đi Nakroth và đó là một trong những quân bài mà In The Dark có vẻ đang e ngại khá nhiều và người chơi đi rừng bên phía Pháp TV, đó là 5 tháng 7. Có thể lý giải một phần Raz hiện tại không còn là một vị tướng được ưu tiên hàng đầu tại khu vực đường giữa nữa, vì với sự xuất hiện của phù hiệu Thánh Thuẫn. Thì những cú lao vào cũng như cú tình huống sốc sát thương đối phương đến từ bên phía của Raz thì cũng khó có thể được thành công. Đặc biệt là phía bên này, khi Phát TV họ nhìn thấy đối phương lộ sớm ra con bài Raz nữa thì họ cũng đã có được cho mình con bài Exit, một con bài có thể khắc chế cực kỳ tốt vào vị tướng của Raz với khả năng đẩy đường cực kỳ nhanh ở cấp độ đầu cũng như là khả năng tạo giáp đến từ chiêu 1, nội tại của chiêu 1 nữa. Thêm cả Thánh Thuẫn thì Ignis không quá lo ngại những tình huống sốc sát thương đến từ Raz, mà trừ khi là cái sự vượt trội về đồ, sự chênh lệch về lượng tiền nó quá lớn thì Raz mới thực sự là cái mối lo ngại dành cho những người chơi đường giữa. Thì chúng ta cùng đến với đúng như những gì mà bên phía của In The Dark họ đưa ra. Họ có liên tiếp hai lượt cấm vào vị trí rừng đến từ bên phía của Pháp TV. Đó là những vị trí của anh chàng 5 tháng 7. 5 tháng 7 đã mất đi hai vị tướng sát thủ vô cùng thuận tay của anh ta. Anh ta cũng đã không có quyền được lựa chọn cho mình Enzo khi mà trước đó In The Dark cũng đã cấm ngay giai đoạn cấm chọn thứ nhất rồi. Nhìn vào 4 lượt cấm bên phía của VC In The Dark, họ đang chủ động cấm đi 4 quân bài đi rừng. Và đó là một sự cẩn trọng cực kỳ là quyết đoán In The Dark khi họ quyết định là sẽ triệt đường sống đến từ 5 tháng 7 ngay ở ván đấu đầu tiên để giảm mặt anh ta. Và Pháp TV có vẻ như cả 4 quân bài này đều là 4 quân bài mà 5 tháng 7 chơi tốt. Và có khả năng cao là bên phía In The Dark đang ép cho 5 tháng 7 phải chơi những quân bài xạ thủ. Và điển hình ở đây đó chính là Lindis hoặc có thể sẽ là Phoenix. Nhưng trước mắt thì Mudslide đã có cho mình quân bài mà anh ta chơi tương đối hủy diệt, đó là quân bài Kilgrot. Nói về cách chơi Raz thì đúng như anh Hải Phong nói, khi có sự xuất hiện của phù hiệu Thánh Thuẫn thì những tình huống sát thủ, những tình huống băng vào đến từ Raz, kể cả đối với những người có khả năng tính toán sát thương tốt, thì nó cũng sẽ gây lại rất nhiều rủi ro. Những tình huống băng trụ đó hoàn toàn có thể sẽ là lỗ.
Nhưng cái cách mà Xuân Bách chơi anh ta lại thiên về khả năng kiến tạo nhiều hơn, khả năng make play nhiều hơn. Bởi lẽ lượng tiền của Xuân Bách không bao giờ là quá nhiều như lần trước, như những thời điểm trước mà anh ta thường có một lượng tiền tương đối ít. Nhưng đổi ngược lại thì khả năng di chuyển, khả năng hỗ trợ và khả năng kiến tạo đến từ Xuân Bách lại tương đối tốt nữa. In the Dark lại có cho mình tiếp tục là một chiến thuật hai xạ thủ, với việc có thêm một Lindis ở vị trí đi rừng và đó là trợ thủ Alice nữa, thì có vẻ như họ đang khiến cho Pháp TV, khiến cho 5 tháng 7 rơi ở một hoàn cảnh tương đối là chéo ngoe. Và 5 tháng 7 vẫn còn một quân bài anh ta có thể chơi được, đó chính là Kricknack. Khi mà đến 4 vị tướng trong lượt cấm đến từ In the Dark, họ đã cấm vào vị trí của 5 tháng 7 rồi, thì cũng không quá khó để đoán ra một vị tướng cuối cùng mà anh ta có thể lựa chọn vào, và đó là Kricknack. Thì với việc lựa chọn phần sân màu xanh, cho nên In the Dark họ đã có luôn cho mình đó là con bài Alice. Mặc dù Pháp TV họ cũng chủ động giấu vị trí đi rừng cuối cùng dành cho 5 tháng 7, đó là Kricknack, nhưng với Alice cũng không quá lo ngại cái khả năng mà lao vào đến từ Kricknack cũng như khả năng sốc sát thương của anh chàng này nữa. Thêm về bên phía lựa chọn đầu tiên, In the Dark họ sử dụng cho mình, họ lựa chọn sớm con bài Phoenix, thì cũng là một con bài mở để cho đối phương và giấu con bài rừng ở lựa chọn cuối cùng, khiến cho đối phương khá là hoang mang về vị trí đi rừng đến từ anh chàng Quang Hải nữa. Thì cũng là một khả năng cấm chọn cực kỳ tốt đến từ bên phía của In the Dark trong vài đấu này. Đồng ý, và hơn nữa thì họ bên phía VNC In the Dark đang hướng tới một trận đấu dài hơi hơn, khi họ đang phụ thuộc rất nhiều vào sát thương từ tầm tay xa của đội hình bên phía Pháp In the Dark, đó là hai xạ thủ. Thì với việc có Phoenix thì khả năng lấy những mục tiêu lớn, lấy những công trình lớn ở giai đoạn đầu trận đấu nó sẽ tương đối nhanh và dễ dàng hơn. Với việc có thêm Alice nữa, đồng ý là giai đoạn đầu trận đấu Alice sẽ có thể sẽ hơi một chút đuối hơi hơn so với cả Oma ở những tình huống mở giao tranh. Những tình huống cuối trận đấu với khả năng phòng thủ của mình thì có lẽ Alice là một vị trợ thủ rất mạnh giai đoạn late game. Và bên phía của VC Nadak sẽ phải kéo dài thời gian, còn đổi ngược lại của Pháp TV thì họ sẽ phải có một cuộc chạy đua với thời gian, khi họ phải ngăn cản sức tăng tiến sức mạnh đến từ Kira với quân bài Phoenix. Khả năng tăng tiến sức mạnh của mình với quân bài xạ thủ bên phía của In the Dark, đó là Golo với quân bài Phoenix. Và bây giờ chúng ta sẽ bước ngay vào bàn đấu thứ nhất giữa VC In the Dark và Pháp TV. Chúng ta đã có những bước di chuyển đầu tiên của cả hai đội hình. Và với Oma, với Van Hên thì họ đang chủ động, Van Hên đang đứng khá cao ở khu vực đầu này, tức là giai đoạn đầu tiên của trận đấu họ chủ động tấn công con bùa xanh, gây áp lực bùa xanh của đối phương để cho một tình huống Kyros di chuyển sâu vào con bùa đỏ của bên phía In the Dark, một tình huống di chuyển khá khôn ngoan nhưng làm choáng tốt đến từ hai người, đến từ Tanka. Cyrus thấp máu rất có thể phải nằm lại chỉ còn một chấm máu mà thôi, và chiến công đầu rất có lời dành cho Martin ở ngay tình huống phòng thủ con bùa xanh này. Một tình huống phán đoán tốt thì các thành viên In the Dark và Martin chưa muốn dừng lại, đó là double kill dành cho người chơi đường giữa bên phía In the Dark, một tình huống tương đối quyết đoán đến từ Rat. Wow. Nhưng Hero đến, wow, làm choáng hai lần liên tiếp rất nhiều thành viên đến bên phía của In the Dark, đến từ anh chàng Hero giúp cho họ gỡ gạc được lại hai điểm hạ gục, và cái mưu đồ cướp rừng của In the Dark phần nào đó cũng không thành công khi con bùa đỏ nằm trên chân của Taka. Lẽ ra là khi In the Dark có một tình huống phòng thủ rừng thành công thì họ cũng nên hài lòng với điều đó và tiếp tục sẽ là một vòng rừng ổn định. Khi mà Quang Hải tiếp tục farm trong rừng mình, tôi nghĩ rằng sẽ hợp lý hơn so với việc là họ còn một lượng máu nhỏ nhưng lại cố gắng sang khu vực bùa đỏ để gây được áp lực, trong khi Hero vẫn còn rất nhiều máu. Và hơn nữa thì khả năng thả diều đến từ Ignis vào đầu trận đấu cũng tương đối mạnh. Cyrus vừa phải vòng ra xong tình huống check bùa đến từ bên phía của Pháp TV. Nhưng tình huống ban nãy là một tình huống có nhiều dấu ấn đến từ quân bài Rat trong tay của Martin. Đội hình của VC là đang một đội hình có khả năng cấu rỉa tốt, tuy họ không mạnh bằng Pháp TV nhưng cấu rỉa từ xa rất tốt, và đó là lý do khiến cho việc mà bên phía Pháp TV họ mất quá nhiều thời gian để có thể đu đẩy với cả con bùa xanh, nó gặp những cái sự khó chịu nhất định bởi đó là sát thương đến từ Martin với cái cú đấm thăng hoa của mình. Và bây giờ có băng vào đến từ Cyrus, làm choáng 4 người đến từ anh chàng Cyrus. Sau đó anh ta bị tấn công, bị gây rất nhiều những sát thương, anh ta chống chịu cực kỳ tốt. Có Mudslide xuất hiện và Quang Hải đã phải nằm xuống. Con rơi thì tiếp tục nằm trong chân của Taka chứ không phải nằm trong những người chơi sát thương chủ lực. Và Taka liên tiếp là người giữ được những con bùa trong những tình huống tranh cướp đến từ bên phía của In the Dark. Và Quang Hải tiếp tục phải nằm xuống mạng nữa. Đây là một tín hiệu không hề hay chút nào cả. Bởi đó là 4 thành viên của Pháp TV và thêm vào đó là cả Hero nữa. 4-2, Taka thấp máu. Taka đang cố lết nhưng không được, điểm hạ gục dành cho Cyrus. Và tấn công rất triệt để đến từ bên phía của Pháp TV. Sau khi họ có lợi thế hơn về mặt lượng người sau tình huống tranh chấp con rơi, cho họ chủ động tấn công rất sâu vào phần bùa của đối phương và đã có được thêm một điểm hạ gục. Martin phía bên ngoài anh ta thoải mái đấm những cú đấm chân không của mình và gây ra rất nhiều sát thương. Martin rất nhanh. Martin có vẻ sẽ sai tình huống này. Anh ta có một tình huống đi vòng tương đối nguy hiểm và may mắn là anh ta có thể thoát thân được với cú dướn đến từ nội tại của mình. Trong khi đó ở đường trên, một tình huống 2-1 khiến cho Mudslide ngay lần đầu tiên anh ta đảo đường ngược lại ở vị trí đường Caesar thì anh ta đã phải nằm xuống và khả năng lấy trụ
cũng như là bào máu đến từ cả Quang Hải cũng là play là cực kỳ nhanh và 1/2 cây máu đã bị mất đi. Rồi, tranh thủ, rất tranh thủ các thành viên của In The Dark. Quang Hải nó kịp thời gần như lấy toàn bộ máu của cái trụ khu vực đường trên. Mudslide sau cú trở về nhà để có thể hồi máu, hồi phục thì anh ta lên cái trụ khu vực anh ta trấn thủ cũng không còn quá nhiều máu nữa. Ở đây một trận thi đấu mà hai đội tuyển đang có những bước di chuyển tương đối là cởi mở với những tình huống giao tranh liên tục diễn ra kể từ đầu giai đoạn cho đến giờ. Mặc dù thua một cấp độ nhưng Blaze tương đối tự tin trước Mudslide. Nhưng Mudslide cũng rất đánh đá, anh ta có chiêu cuối và khả năng hồi máu tuyệt vời của mình và quay ngược trở lại trả sát thương vào vị trí của Blaze. Và với khả năng hồi máu đến từ khi kích hoạt những chiêu thức của mình lên thì Mudslide anh ta có thể dễ dàng hồi phục lại những lượng máu sau những tình huống trao đổi chiêu thức. Còn một cách nào đó thì Blaze anh ta lại có cho mình một cái bùa xanh ở trên chân. Một tình huống tấn công ba người lên khu vực đường trên. Play đang là mục tiêu bị nhắm vào. Play đã sử dụng chiêu 2 của mình để quạt được hết lượt lính, sau đó tốc tiến bỏ chạy vẫn có khả năng sống sót. Khéo léo Pirate đánh không trúng và một tình huống đánh cuối cùng khiến cho Play có thể thoát về thành công. Và bên phía của Pháp TV cũng suýt chút nữa phải bỏ lại một mạng. Một tình huống thi đấu rất khéo léo đến từ người chơi đường trên của bên phía In The Dark. Và cuối cùng thì Play giữ được cho mình cái mạng. Khi anh ta kích hoạt cho mình cái tứ nguyệt trảm thì anh ta sẽ khiến cho đối phương không thể làm gì được trong một khoảng thời gian ngắn. Có chiêu và cuối của Alice đặt ra và làm chậm rất tốt vào vị trí của Cyrus. Điểm hạ gục tiếp tục dành cho Martin. Đây là Martin, anh ta đã có liên tiếp những điểm hạ gục ở ngay từ đầu trận đấu đến bây giờ rồi, liên tiếp những tình huống dứt điểm chính xác đến từ anh chàng này. Và đây sẽ là một rush cực kỳ nhiều sát thương ở giai đoạn giữa, hoặc hiện tại anh ta cũng đang là một mối nguy hại dành cho những vị trí như Kiran cũng như Hero rồi. Đấm rất thông tin đến từ Martin, anh ta luôn luôn đến để hỗ trợ kịp thời những đồng đội của mình và có những tình huống băng vào có hiệu quả. Và đặc biệt là với điểm hạ gục đang có, anh ta sẽ rất xanh nhưng Players đang gặp tương đối nhiều khó khăn. Cũng chỉ còn một chấm máu mà thôi, anh ta tiếp tục thoát lần hai. 5/7 thả cho mình một cái ấu trùng quỷ, nhưng điểm phù hiệu tử thần đã giúp cho Blaze sống sót lần hai sau một tình huống can thiệp đến từ bên phía của Pháp TV. Nhưng tình huống tới, tình huống phòng thủ tới đến từ Blaze sẽ tương đối khó khăn bởi anh ta không còn cho mình cái liềm đến từ cái tử thần nữa. Và Mudslide cũng đã lợi dụng thời cơ để có thể chặn đứng giữa hai chú. In The Dark tiếp tục gây đến áp lực ở khu vực bùa xanh của bên phía đội tuyển Pháp TV. Và Quang Hải có vẻ như anh ta đã giữ được con bùa xanh, anh ta lấy được con bùa xanh thì phải. Mất đi cái điểm phù hiệu tử thần cũng là một cái khoảng thời gian rất dài mà Blaze anh ta câu được rất nhiều những thành viên đến từ phía Pháp TV quan tâm đến phần trên. Trong khi đó Goro bị tấn công bởi hai thành viên tốc biến đã được sử dụng và tốc biến ra đến từ Kiran rất dứt khoát. Nhưng điểm tử thần tiếp tục giúp cho Goro 5/7 đang vỗ cánh và bán trượt vị trí đến từ Goro. Goro thoát về thành công với một chấm máu. Không có tầm nhìn và có vẻ như hack não đến từ 5/7 đã không thành công khi phần lớn người chơi xét đến đây bị về ở cái vùng đó. Nhưng Goro lại đi thẳng về và điều đó giúp chúng ta chống trả lại những cú thành quả không trụ đến từ người chơi đi dừng bên phía của Pháp TV. Áp lực của đường giữa đến từ phía các thành viên In The Dark. Kira đến để hỗ trợ kịp thời, ngay lập tức In The Dark lui. Cyrus đang có vẻ muốn đánh tình huống này. Thổi lửa chúng hai người nhưng không làm choáng được. Quang Hải có tốc độ gia tăng quá nhanh với cái thánh thuẫn của mình được bật lên. Trong khi đó Mudslide muốn đi cản lính nhưng bị ngăn chặn bởi Play. Play hiện tại đã, sau những tình huống bị can thiệp ra đầu trận đấu thì hiện tại Play có thể ở chơi rất cứng cáp rồi, với lượng đồ mà anh ta sống sót được sau hai lần thì cũng là những khoảng mà anh ta thành công và không bị thua thiệt quá nhiều so với Mudslide. Trong khi đó đường dưới thì 5/7 cũng đã tranh thủ lấy được cái trụ đầu tiên, là một cái lợi thế rất lớn dành cho bên phía của Pháp TV. Một thế trận tương đối cân từ cả hai đội tuyển. Goro bắt đầu thả trụ và cả Quang Hải đã tốc độ báo trụ là rất nhanh với hai vị xã thủ thì giờ đang đặt trên cho mình cả cái dòng chiến tới quân để có thể bọc đầu được các thành viên bên phía của Pháp TV. Và Pháp TV cũng đủ tỉnh táo để tiếp tục lui về một tình huống mà In The Dark có ý đồ để bắt thẳng vào hai thành viên của Pháp TV. Nhưng vấn đề là Pháp TV đã tỉnh táo hơn và họ đã kịp thời lui trước khi để In The Dark có một tình huống bọc đầu và có thể sẽ có một tình huống tổ chức giao tranh ở tình huống ban nãy. Nhưng ở khu vực đường trên thì có vẻ sẽ vẫn là một kèo tương đối khó giữa Mudslide và Blaze. Nhưng với cái phép bổ trợ trừng trị mà anh ta đang có trong tay của Mudslide thì có vẻ những tài nguyên rừng ở xung quanh đó anh ta đang hoàn toàn làm chủ được. Con rồng tiếp theo sẽ là mục tiêu mà hai bên đang nhắm tới để có thể giao tranh và rất có thể giao tranh trong thời gian trong tình huống này. Bên phía của Pháp TV họ cũng để cho Quang Hải bị tấn công. Quang Hải đã thoát về thành công. Goro đang được thoải mái bắn vào người của Mudslide. Trong khi đó Martin đã mất đi cho mình rất nhiều chiêu thức để có thể thoát về. Trong khi đó 5/7 cũng không còn mục tiêu để tấn công nữa và con rồng đầu tiên này đã là mục tiêu mà không ai phải nằm xuống. Tranh thủ trong thời gian đó thì Blaze đã lấy được cho mình một trụ ở khu vực đường trên. Và Mudslide cũng ngay lập tức ở khu vực hang rồng. Tôi không hiểu sao có vẻ tình huống đổi đường đến từ bên phía của hai người chơi đến trên. Nhưng trong khoảng thời gian đổi đường và tình huống giao tranh hỗn loạn khu vực đường giữa thì Blaze cũng đã khá cơ hội khi anh ta với tốc độ đẩy rất nhanh của Yena cũng đã lấy cho mình cái trụ đầu tiên khu vực đường trên. Nhưng đổi ngược lại khi mà Van Hen đi đường cả Yena thì anh ta sẽ gặp tương đối nhiều khó khăn. Đang có bọc đầu và có vẻ như Cyrus cũng băng vào, Yena sẽ gặp nguy hiểm. Goro thấp máu, Goro đã phải nằm xuống. Trong khi đó đường trên thì tiếp tục là một tình huống 2-1 nhưng Blaze tiếp tục phòng thủ được đợt lính. Với vị tướng Yena, khả năng phòng thủ là cực kỳ tuyệt vời với bộ chiêu thức 7 kỹ năng 69 combo của mình. Anh ta dọn lính cực kỳ nhanh.
anh ta chuyển qua trạng thái ghép hai cái song đao vào, và sau đó anh ta sẽ trở thành một tanker đích thực với khả năng phòng thủ của mình. Với những là sự của mình kết thúc nguyên trảm, anh ta dọn lính một tốc độ rất nhanh, và Blaze anh ta bị tấn công rất nhiều khu vực đường trên, nhưng anh ta vẫn có thể đứng vững được, và đó là đủ thành công với anh ta rồi. Cuối cùng thì cái trụ này cũng đã mất sau rất nhiều những nỗ lực để của HTV. Thì lượng trụ hiện tại đang khá cân bằng đến cả hai đội tuyển, khi cả hai trụ ở hai cánh đều đã mất và chỉ còn lại cái trụ đứng giữa của hai bên mà thôi. Thì đây tiếp tục sẽ là một điều có thể được tấn công rất nhiều ở thời gian sắp tới. Trước mắt đó là một tình huống muốn cướp rừng đến từ bên phía của Mustlife, và bên phía hai bên đang tiếp tục di chuyển những tình huống hack não cũng như là cướp tài nguyên rừng lẫn nhau. Rất khó chịu, FATV tiếp tục cho thấy một thế ép cực kỳ đáng sợ với những chất tướng mà họ có, đặc biệt là Hero, khả năng thả diều từ xa và sau đó là một cú búa choáng đến từ Cyrus giúp cho Hero có khoảng trống để anh ta có thể xả lượng sát thương tối đa. Đội hình của bên phía FATV vẫn đang có cho mình một lượng sát thương tương đối dồi dào với điểm phù hiệu mà họ cũng đang cầm ở trên tay, đó là rất nhiều điểm phù hiệu của mình vốn mang, cả ma chú và ma tính nữa giúp họ có cho mình khả năng hồi chiều cũng như là lượng sát thương rất nhiều. Và lập tức là Hero thả cho mình một số kỹ năng để giải tỏa được lính Taka gặp nguy hiểm. Taka đã sử dụng cho mình chiêu cuối tốc biến lên đẩy ngược anh chàng Cyrus về, và Martin có thêm một điểm hạ gục nữa cho mình. Đây là một trận thi đấu rất xuất sắc của Martin với anh chàng Ras play bọc đầu, nhưng Mustfly là một mục tiêu khó có thể hạ gục được nên anh ta quyết định là lùi. Trong khi đó đường trên thì 5 tháng 7 vẫn tranh thủ quyết định những tài nguyên ở trong bãi rừng mùa xanh đến phía của Inzerduck. Rõ ràng trong là trận thi đấu này Inzerduck đang có những sự chuyển cho ra đầu trận đấu, nhưng Martin với cái đầu lạnh của mình, anh ta vẫn đang giữ cho mình một vị trí tốt, anh ta có những hướng băng vào tốt, và cái đầu lạnh của anh ta đang gồng gánh đội tuyển VEC Inzerduck. Anh ta đã có đến 4-1-0 KDA rồi, nhưng ở khu vực đường dưới thì có vẻ sẽ tiếp tục là có đánh nhau giữa Mustlife và Play. Đây đã là 2-1 rồi, Mustlife cũng rất nhanh chóng và tỉnh táo thoát về sau một tình huống can thiệp từ Quang Hải. Ở phía bên trên kia Phoenix đang gặp nguy hiểm, đang bị tấn công và cũng đã lướt đi thành công. Hai bên đang có cái tốc độ trận đấu được đẩy lên cực kỳ cao. Martin bọc đầu, chiêu cuối được thả ra làm câm lặng, làm cho 5 tháng 7 phải nằm xuống, và điểm hạ gục dành cho Goro. Tình huống di chuyển có ý đồ đến từ cả Taka lẫn Martin, thì đó là cú thả câm lặng tốt đến Taka và sau đó là Martin chỉ dứt điểm mà thôi. Wow. Có tiếp tục là tình huống phối hợp tốt giữa hai thành viên của Inzerduck. Martin băng vào nhưng anh ta đấm trượt vào người của Cyrus và ngay lập tức là phải lui. Một cú tốc biến làm choáng hơi khó hiểu của Taka trong pha thi đấu vừa rồi. Khi mà anh ta đã mất đi cho mình cái chiêu cuối ở tình huống trước đó rồi, thì anh ta vẫn chủ động tốc biến thẳng vào đội hình đối phương. Và tình huống can thiệp của con Caesar rất sớm đến từ phía của Inzerduck, nhưng Cyrus đang là người thấp máu, Kira thoải mái bắn. Và Martin đã phải nằm xuống dưới điểm hạ gục Kira, trong khi đó phía bên này Quang Hải cũng đang phải bỏ chạy thục mạng, anh ta chạy thành công với những bụi của mình. Hai bên phía bên kia thì đã có double kill dành cho anh chàng Kiran rồi, và quyết định ăn con tà thần này là tương đối sai. Các thành viên của bên phía Inzerduck play băng vào, nhưng play đây có thể là sai lầm nhất của anh ta. 5-1 play không thể làm gì được, nhưng anh ta tạm thời ngăn chặn được cái bước tấn công của con xảy ra. Nhưng khi anh ta nằm xuống thì chỉ còn một người Quang Hải cũng như là Taka ở trên bản đồ mà thôi. Rất chủ quan thì bị Inzerduck, bởi trước đó Taka cũng mất cho mình cường cuối, anh ta cũng mất cho mình cái tốc biến, và họ đang chuẩn bị con tà thần Caesar ở cái khoảng thời điểm mà các thành viên của FATV đã trở về nhà hồi phục, và họ có tình huống bắn vào kịp thời. Quang Hải mất cho mình cái liềm, và qua đó Inzerduck đã không mất đi đến 3 cái điểm phù hiệu tử thần tính tới thời điểm này. Những tình huống tới thì bên phía Inzerduck cần phải cẩn trọng rất nhiều, bởi lượng sát thương đôi mục tiêu có thể ám sát được các thành viên của FATV là rất nhiều. Tôi đang nhìn vào KDA của anh chàng Martin, đây vẫn đang là người chơi ổn định nhất trong đội hình của Inzerduck với 4 điểm hạ gục. À, với Rat với 4 điểm hạ gục như thế này thì anh ta cũng rất tự tin với những tình huống combo có thể sốc chết mục tiêu. Nhưng pha thi đấu vừa rồi là một pha mà anh ta chủ động tấn công vào vị trí của Kiran, và với Kiran thì anh ta có cho mình cái thánh thuẫn thì cũng khiến anh ta tự đưa mình vào tình thế khó, và đã phải nằm xuống và kiểm soát mục tiêu dành cho Kiran rất xuất sắc trong pha thi đấu tại hang Caesar vừa rồi. Thì đây cũng là thời gian mà Martin anh ta cần giữ cho mình cái đầu lạnh hơn, cũng như là cần một tình huống cướp đến từ Cyrus rất tốt trong màu xanh vừa rồi. Tình huống mà có vẻ như là Martin muốn đấm vào người của Cyrus phải trong mà ở pha giao tranh bắn đẫy, nhưng vô hình chung anh ta lại va vào người. Anh ta ra, anh ta không muốn đánh vào Kira tại thời điểm đó đâu. Chính rằng tại thời điểm đó anh ta chỉ muốn tập trung vào những đấu máu và ám sát được ai có thể, nhưng khả năng bắn choán đến Kira rồi cũng không còn kỹ năng để chúng ta phải thoát thân nữa. Tiếp tục là ép trụ bên phía của Pháp TV sau khi họ có chuẩn bị con tà thần tương đối là dễ dành cho Pháp TV, nhưng có vẻ là đây là một vị trí thả không gây được quá nhiều sự khó chịu dành cho bên phía Inzerduck, và cũng không có ai mở combat ở thời điểm này bởi Oma mở combat rất kém nên họ chưa thể nào ép được sự tấn công bên phía của Pháp TV. Ít nhất là họ cũng có được một trụ ở khu vực giữa thì cũng là thành công, khi mà một tình huống phòng thủ con The Monster rất theo lo đến từ bên phía của Inzerduck, liên tiếp những thành viên chủ động đưa mình ra để con rồng nó không chạm được vào trụ, và nếu lấy được cái trụ ngoài này thì cũng
rất là thành công sau con Sierra vừa rồi. Play đang là mục tiêu bị lập choáng nhưng ta có thể lướt về dễ dàng với chất tướng là Thiên Nam. Bây giờ thì hiện tại Zdark đã bắt đầu phải chơi trong một thế thủ tương đối là khó chịu. Đối phương bất ngờ lấy được rất nhiều lợi thế sau con tà thần mà họ có được. Và tình huống vội vã đến thì Zdark phải trả giá rất nhiều. Họ phải trả giá việc mất đi cả thế lính, mất đi cả thế trận. Và bây giờ lại là những người phải đánh trong thế thủ. Dẫu cho Mạc Pin đã có tình huống thi đấu hay, nhưng tình huống nóng máy đến từ mặt ở pha giao tranh trong hang rơi ban đấy là thực sự là không thể chấp nhận được. Thời điểm này thì Phoenix vẫn đang có được một lượng farm tương đối tốt. Anh ta đang có 8.800 tiền, nhưng so cả Kira của bên kia với quân bài Van Hen thực sự là quá khác biệt với anh tiền anh ta có chỉ 10.000 tiền. Và đã có ép đánh thì Phan TV 5-7 ngay lập tức là xâm chết được Mạc Pin. Và đây sẽ là một tình thế tương đối khó khăn dành cho bên phía của VC Nadak. Rất nhanh chóng và chủ động đến từ anh chàng 5-7 thì đó là một tình huống muốn bọc đầu đến từ Martin khi nhìn thấy đối phương đứng lên rất cao, đặc biệt là Cyrus đang bị đứng trong cái chiêu cuối của Alice. Và chỉ một tình huống đứng hơi hớ hình thôi, 5-7 ngay lập tức chớp cơ hội và một combo lao vào khiến cho Martin ngay lập tức phải nằm xuống. Và với việc mà Martin phải nằm xuống một cách bất ngờ như thế này thì đây sẽ một thế trận tốt để tình huống của Phan TV có thêm một con tàn thứ hai. Tương đối là đơn giản, chỉ có một vài sai lầm mà thôi. Martin đã chơi tốt các bạn, đầu trận đấu đến khoảnh khắc then chốt thì anh ta lại vô tình mắc sai lầm. Và điều đó, chính vì sai lầm đó giúp Phan TV kịp thời lấy lại rất nhiều lợi thế ở trong trận đấu này. Và hiện tại có lẽ là họ đang có một tổ chức rình rập ở bên phía của VCN đã không thể lên cao được tới thời điểm này, ít nhất tới thời điểm này, chờ cho đến khi PlayS anh ta có được thế đẩy được các tướng còn lại và đã có thả dòng khu vực đứng dưới đến phía của Phan TV. Sau tình huống nằm xuống của Martin, bên phía của Phan TV họ lấy được rất nhiều nguồn tài nguyên với con rồng hắc ám và thêm cả phần Caesar nữa. Và khi họ thả rồng như thế này cũng là một tình huống ép thủ tương đối tốt dành cho họ. Với những chất tướng khó có thể lao vào mở giao tranh thì với con rồng cũng là mục tiêu để họ ép đánh cực kỳ tốt đến từ bên phía của Interdark. Interdark họ đang chủ động là người điều phối lính cũng như dọn hết nguồn tài nguyên trước khi những đợt lính tấn công vào thành trụ của mình. Đã bắt đầu có những đợt lính đầu tiên sắp chạm tay vào thành trụ rồi. Nào, một tình huống mở combat tốt sẽ giúp Phạm TV có thể giải tỏa được ít nhất là một đường sự cấp, và Burstline là người khởi động nó. Wow, rất đau đến một tình huống lao vào khi cho Martin không còn khả năng phòng thủ nữa, nhưng chiều cuối cũng như khả năng làm choáng tốt đến từ Taka khiến cho cái trụ đứng giữa vẫn còn đứng trên đó mặc dù chỉ còn một chấm máu thôi. Đợt lính tiếp thứ hai tiếp tục tấn công. Cyrus là người chủ động đứng lên cao để khép góc. Lay cũng là người đưa thân mình ra để dọn lính và cái trụ vẫn còn. Hai cái trụ chỉ còn một chấm máu nhưng vẫn là khả năng phòng thủ tốt đến từ bên phía của Interdark. Nhưng đợt đẩy tới sẽ tương đối sóng gió đối với cả đội hình VC Interdark, bởi ít nhất là họ cũng đã bị mất đi cho mình khá nhiều hiệu ứng đến từ phù hiệu của Thánh Quân. Và ngay lập tức sau tình huống ép mà có lẽ là chưa được triệt để cho lắm thì Pháp TV cũng hướng tới cho mình con tà tấn dây ra, và Play đang được ăn cả ngã về không. Anh ta lao vào và không có tình huống bất ngờ nào cả. Lời anh ta đã phải nằm trong tình huống này. Cái quyền đang hắc ám nằm trong tay của 5-7, trong khi đó Quang Hải đang là người bị tấn công bởi hai thành viên đó là Cyrus. Đường dưới thì tiếp tục là một tình huống hạ gục được hero của 5-7. Bên phía của Pháp Interdark họ đang phải bỏ chạy, double kill dành cho 5-7 và Quang Hải có thể là triple kill. Mudslide đang tình huống bách đo và lính vẫn còn. Goro tấn công vào Mudslide và 1-0 dành cho Pháp TV. Tình huống mà bên phía của Pháp TV đã tạo ra một drama vô cùng là bất ngờ khi họ vẫn có một tình huống đánh nhau với cả bên phía Interdark khi Interdark đã cố gắng để có thể tranh cướp con rồng bạo chúa. Nhưng đổi ngược lại ở một chiến tuyến khác thì họ lại để hở ra khoảng trống cho Mudslide. Anh ta có một cú backdoor. Người duy nhất biết điều đó, đó chính là Phoenix trong tay của Goro. Nhưng Goro cũng không kịp trở về nhà bởi đó là sức đẩy trụ quá là dữ dội. Để Interdark ván đấu đầu tiên họ chủ động lấy trước cho mình nó còn phải con bài Phoenix. Họ đánh giá cao hơn về con bài đó. Và bên phía của Pháp TV họ cũng không quá vội vàng để nhắm vào cái con bài mạnh như vậy, vì họ có được cặp đôi khó chịu ở khu vực đứng dưới, đó là Kiran với Van Hen và Cyrus với Oma. Bộ đôi đó cũng đã rất hủy diệt trong ván đấu vừa rồi, một khả năng bảo kê cũng như là bảo bọc nhau tốt để cho Kiran có thể được chơi. Thì đó chính là lý do vì sao mà Kiran có được cái điểm MVP của ván đấu đầu tiên. Thì ván đấu này khi mất đi cho mình, mất đi Phoenix rồi, đã sử dụng Phoenix rồi ở ván đấu đầu tiên thì Interdark bắt buộc phải cấm đi ở lượt cấm thứ hai. Còn bên phía Pháp TV họ vẫn ưu tiên chủ động cấm đi con bài Sephira khi ở phần sân màu đỏ và lượt lựa chọn cuối cùng có thể là một vị tướng khó chịu. Đó là Florentino. Rất bất ngờ, Hayate tiếp tục được hở ra và cơ hội lựa chọn chiêu đều cho cả hai bên. VC Interdark có thể là sẽ đớp thính hoặc có thể là họ sẽ không đớp. Nhưng không đớp đồng nghĩa việc là hoàn toàn Pháp TV có thể dứt điểm quân bài này trong tay Kira, bởi họ đang có lợi thế dẫn trước. Và nếu như họ có chiến thắng 2-0 với quân bài HT này, đó sẽ là một trong những ưu tiên tốt dành cho bên phía của Pháp TV. Họ sẽ có một sự thuận lợi hơn so với cả đội bạn. Nhưng In The Dark thì họ sẽ có đó là Enzo dành cho Quang Hải. Và đây là một sự lựa chọn tương đối chất lượng. Với việc có cho mình Enzo thì Quang Hải sẽ vẫn thể hiện được những phẩm chất của mình với khả năng áp sát
khả năng sát thủ. Nhưng đổi ngược lại thì Fat TV họ cũng sẽ lựa chọn vào Timmy và HNT không quá bất ngờ, bởi họ đang có lợi thế. Họ đã, đối phương thì đã không chọn HNT, và đây là cơ hội để họ lấy được cho mình một vị xạ thủ mạnh và cơ động, cũng như là vị xạ thủ mà tôi nghĩ rằng đánh giá là cao nhất tại phiên bản này. Chắc chắn rồi, đối phương đã mời rồi, không có lý do để mà mình không nhận cả. Và Hayate đã có và tiếp tục vẫn là cái phong cách cấm chọn đó. Họ vẫn chủ động lấy sớm bộ đôi xạ thủ và trợ thủ với Timmy ở thời điểm hiện tại. Sau khi Sephira bị cấm đi rồi thì Timmy vẫn đang là một lựa chọn chất lượng nữa mà họ có được trong trận thi đấu này. Vẫn còn đó là Bandung. Bandung vẫn chưa được nhắm tới, và rất có thể trong trận thi đấu sẽ có dành cho bên phía của Zidak. Thì chúng ta hãy cùng chờ bên phía Zidak họ tiếp tục sử dụng lựa chọn vị tướng nào khi đã có được một con bài thuận tay dành cho Quang Hải rồi. Bandung mà chưa có trợ thủ dành cho Interduck, thay vào đó đó là Veres. Veres có thể sẽ ở vị trí đường giữa trong tay của Martin. Và đó là cả một quân bài xạ thủ tương đối mạnh, đó chính là quân bài Violet dành cho Goro. Goro với quân bài Violet này, anh ta sẽ đảm bảo được khả năng đi đường so với cả Hayate. Nhưng đổi ngược lại, Fat TV sẽ có cho mình đó là Nakroth, một trong vị sát thủ tương đối bay bướm và là vị tướng tủ đến từ năm tháng 7. Với sự xuất hiện của Nakroth thì có lẽ áp lực đến từ người trợ thủ bên phía Inzac sẽ tỏ ra là cao hơn rất nhiều. Bởi có lẽ năm tháng 7 cũng như là các thành viên còn lại Fat TV sẽ đánh rất chặt vào cánh dưới để hạn chế sức mạnh đến từ Goro. Và khả năng ám sát đến từ quân bài Nakroth cũng có thể khắc chế vào tương đối tốt và khiến cho việc lựa chọn vị trí bắn đến từ Violet thêm phần khó khăn. Fat TV cũng đã ngay lập tức cấm lại Bandung và không có cơ hội nào cho Inzadak được lựa chọn quân bài này nữa. Đã rõ ràng là Bandung tại thời điểm này là một quân bài trợ thủ tương đối toàn diện, và cú địa giam của vị tướng này có thể tạo nên một cú lật kèo trong giao tranh. Nhưng Fat TV thì ngay sau khi thấy Inzadak họ không lựa chọn trợ thủ thì họ cũng ngay lập tức là đã không cho bên phía của Inzadak có được sự lựa chọn này. Inzadak có cho mình đó là một lượt cấm vào vị trí đường giữa, Liliana cấm vào vị trí đến từ người chơi đường giữa bên phía Fat TV, đó là Hero. Nhưng tôi nghĩ rằng là Hero là một người chơi tương đối toàn diện, với việc cấm đi quân bài Liliana này thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới Hero. Hoàn toàn đồng ý. Và khác với ván đấu đầu tiên thì ván đấu này bên phía Fat TV họ chủ động lựa chọn sớm con bài đi rừng dành cho năm tháng 7 rồi, chứ không phải là một cái sự lựa chọn giấu đi vị trí rừng giống như ván đấu đầu tiên nữa. Đó là lý do vì sao, và đây cũng là ván đấu mà bên phía của Zedak họ chỉ có thể cấm đi hai vị tướng đi rừng mà thôi. Và những lượt cấm sau họ sẽ nhắm ra các khu vực đường khác, đó là Liliana, đó là Tara đã bị cấm đi. Với đội hình như thế này thì Zedak họ vẫn đang có thể Enzo cũng như Violet là hai vị tướng hoàn toàn có thể vừa có thể đi đường được, vừa có thể đi rừng được, thì đây vẫn là một cái dấu hỏi lớn. Nhưng với cái chất tướng thuận tay của mình thì tôi nghĩ phần lớn vẫn là Enzo trong tay của Quang Hải. Khả năng cao vẫn sẽ là Enzo trong tay của Quang Hải vị trí đi rừng. Mudslide sẽ là đối tượng được Inzadak nhắm tới khi họ cấm đi quân bài Tara này. Rõ ràng những gì mà Mudslide thể hiện quân bài Tara này thực sự là quá ấn tượng. Khả năng hồi phục liên tục, khả năng đẩy lẻ vô cùng khó chịu, và đó là một pháo đài máu di động để có thể cản bước tiến ở bên phía đối phương. Thì Inzadak cũng không muốn mất quá nhiều thời gian để đánh vào Mudslide trong khi không đạt độ hiệu quả cao. Thay vào đó họ sẽ không cho Mudslide sử dụng quân bài rất châu bò này. Bên Fat TV họ sẽ có đó là Omen dành cho Mudslide, một con bài đẩy lẻ nó cũng khá tương đồng với lối chơi đến từ Kipgrot, nhưng tôi nghĩ rằng nó sẽ tối ưu hơn rất nhiều, và Omen có thể đi đường rất tốt lại với cả được Veret. Khi anh ta có được cho mình cái nội tại gây sát thương chuẩn, những lần tăng tốc đánh thì rõ ràng là anh ta chỉ cần né được cú huyết xích hồi phục đến từ Veret là anh ta có thể thắng đường được. Với đó là người chơi đường đơn của bên phía Inzadak. Với đội hình như thế này thì họ, tôi nghĩ họ nên trung thành với cái lối chơi giống như ván đấu đầu tiên. Đó là liên tiếp kiểm soát nửa phía phần trên của bản đồ, đó là khu vực bùa đỏ của phần nhà mình cũng như bùa xanh của đối phương. Sau đó liên tiếp bào đi cái lượng máu của đường Seja. Đó là khoảng thời gian mà khi cái trụ đầu tiên ở khu vực đường trên nó vỡ xuống thì mở ra một cái khoảng trống rất lớn để cho những vị tướng có chất đẩy lẻ tốt như Omen có thể nằm trong tay của Mudslide gây khó chịu khu vực một đường, và đường còn lại sẽ là khu vực được bảo kê đến từ năm tháng 7. Thì đó là cái lối chơi ván đấu đầu tiên cũng đang rất hiệu quả dành cho Fat TV. Và với đội hình như thế này tôi nghĩ đường trên của anh chàng Blade tiếp tục là một cái điểm nóng cũng như là một cái sự khó chịu mà anh ta có thể phải nhận ở trong ván đấu thứ hai này. Và lựa chọn cuối cùng bên phía của Inzadak họ đã lựa chọn đó là ở Thên ở vị trí trợ thủ dành cho Taka và thêm cả Tulen nữa. Tulen ở trong một số trận đấu thì các đội tuyển thường sẽ đưa Tulen ra khu vực đường đơn và để cho Veret ở vị trí đường giữa trong những tên lính đầu tiên trước khi quay trở lại vị trí cũ. Điển hình như đó là lối chơi đến từ Swing Phantom khi Yamate liên tục chơi quân bài này ở vị trí đường đơn, và sau đó họ sẽ tiến hành trao đổi đường lại ở giai đoạn giữa trận đấu.
Và Pháp TV họ đang có cho mình một sự lựa chọn tương đối bất ngờ, đó là quân bài Laurel. Nhưng nếu nhìn vào tương quan đội hình bên phía Inter Duck thì lựa chọn Laurel có vẻ là một sự lựa chọn tôi nghĩ rằng là hợp lý. Bởi đội hình của đối phương là một đội hình có rất nhiều giáp khả năng chống chịu tốt với hai vị tướng, đó chính là Verret cũng như là Thane. Thì hai vị tướng này, đặc biệt là Thane, một vị trợ thủ đồng ý là Châu, có khả năng gây sát thương chuẩn với cái Excalibur của mình. Nhưng đó là một vị tướng tương đối đủ, và với những vị tướng tanker như thế này thì Laurel luôn là đối sách để có thể bào được một lượng máu rất nhiều đến bên phía của người chơi trợ thủ của In The Dark. Nhưng Laurel khi ra khỏi cái đại phản xét tôi nghĩ rằng là sẽ rất khó khăn khi anh ta trao đổi chiêu thức đối với cả Tulen hay thậm chí là tất cả những người chơi còn lại bên phía của In The Dark. Dẫu sao thì Laurel vẫn là một trong những hàn làn gió mới của giai đoạn cấm chọi ván đấu này, và tôi nghĩ rằng là Hero sẽ đem lại rất nhiều bất ngờ chúng ta khi đem trở lại của bài Laurel này. Laurel đã khá lâu rồi thì ít được ưa chuộng tại giải đấu, nhưng với đội hình của bên phía Interact họ đang có, đó là những vị tướng không có những vị tướng có khả năng gây khống chế thẳng mặt mục tiêu kiểu như Alice hay kiểu như là Arum, thì đó là khoảng thời gian mà Laurel có thể chơi được ở trong giao tranh. Những khả năng gây khống chế đến từ chóc nã của Enzo, đến từ cái xích của Verret hay đến từ xung phong của Thane nữa thì cũng là những vị tướng, những cái chất chiêu thức khó có thể sử dụng. Và khi mà sử dụng trượt thì Laurel sẽ là một vị tướng có thể được quẩy rất sâu trong giao tranh, và cũng là một cách để khắc chế vào những vị tướng chống chịu cứng cáp nữa. Thì đó là lý do vì sao mà Hero anh ta đã sử dụng vị tướng này ở trong ngay ván đấu thứ hai. Và có một cái lý do khác để anh ta có thể sử dụng cũng là đây là một cái ván đấu mà anh ta có thể giữ được cho mình những lượng tướng về sau khi Tulen vẫn còn, chứ những vị tướng mạnh của những tướng khác đang còn rất nhiều cho anh ta. Đồng ý. Nhưng đó hoàn toàn có thể sẽ là con dao hai lưỡi, bởi những cú chóc nã ném cho mình cái tỏa liêm đến từ Enzo, chỉ cần có một cú lật thành công thì Laurel sẽ gặp ít nhiều những sự khó khăn. Và Mudslide ngay lập tức bị đánh thẳng vào khu vực bùa đỏ, và Inzadak kéo hàng đống người vào khu vực bùa đỏ của đối phương, và họ chắc chắn sẽ có cho mình con bùa đỏ của bên phía Pháp TV. Đổi ngược lại khu vực đường dưới thì ngay lập tức 5 tháng 7 cùng những đồng đội của mình cũng đã cướp lại được con bùa đỏ, và đó là một thế trao đổi hòa từ cả hai đội tuyển. Nhưng có lời hơn, có lời hơn đến từ bên phía của In The Dark khi mà họ đã cướp đi được một cái phép hỗ trợ rất quan trọng dành cho Mudslide, đó là cái tốc biến ở ngay đoạn đầu của trận đấu. Thì những tình huống sau, nếu Quang Hải anh ta chủ động kiểm soát rơi sớm và can thiệp mạnh ở khu đường trên thì cũng là một cái bất lợi dành cho Mudslide không thể đứng lên quá cao cũng như là kiểm soát cái khu vực nửa trên của bản đồ. Và cái lối sách đưa ra đó là áp sát khu vực đường trên sớm đến từ 5 tháng 7 cũng một phần nào đó bị khắc chế cũng như là khó khăn hơn nếu họ muốn đưa ra. Còn bên dưới, phía đường dưới đã có một tình huống lao lên đến từ hai thành viên này nhưng không thể làm choáng Goro. Bắn rất đau đến từ cái chuỗi phi tiêu của Kira và khiến cho Goro mất một lượng máu tương đối. Hiện tại thì Kira vẫn đang cho thấy mình là một người farm tương đối tốt, nhưng ta có cấp độ 3 trong khi đó Goro có độ 2 mà thôi. Và đang có tranh chấp, Hero lấy được cho mình con chim, không lấy được, anh ta giữ được cho mình con chim. Và đó là một pha trao đổi thành công. Hero sẽ chơi quân bài Laurel ở khu vực đường đơn để đối đầu lại với Tulen. Trong khi đó khu vực đường giữa thì Kira sẽ chơi cho mình đó là quân bài Hayate và Quang Hải. Thập máu và điểm chiến công đầu dành cho 5 tháng 7 rất xanh ở trong tình huống này. Một tình huống bạn kiểm soát tốt đến từ bên phía của HTV khi họ lừa đối phương. Thực ra đó là một tình huống của Quang Hải ta bị lừa. Vì nếu theo suy nghĩ thông thường thì nó phải là một tình huống mà đang đứng rất đông ở khu vực hàng rơi rồi, chứ không phải khu vực đường giữa. Thì Quang Hải mới tự tin dùng cái lướt của mình vào trong khu vực trụ như thế vậy. Và với việc Quang Hải phải nằm xuống, anh ta còn làm một cơ chế gì đi rừng nữa thì có lẽ sẽ rất khó khăn với anh ta. Ở ván đấu trước đó anh ta cũng đã phải nằm xuống rất sớm, thậm chí ở ván đấu trước đó anh ta phải nằm xuống tới 2 đến 3 lần liên tiếp, và điều đó khiến cho anh ta bị thọ tương đối nhiều. Cyrus vẫn tiếp tục lối di chuyển của mình, anh ta tiếp tục có được sự kiểm soát vòng rừng bên phía của đội tuyển VC The Dark với những tình huống di chuyển rất thông minh, và có được thông tin về hướng di chuyển người chơi di rừng bên phía của Isaac, đó chính là Quang Hải. Quang Hải hoàn toàn đang bị đoán cái hướng di chuyển, và điều đó cũng khiến cho anh ta, những tình huống ganh của anh ta sẽ không còn gây được quá nhiều bất ngờ nữa. Và với việc Cyrus có được thông tin thì 5 tháng 7 cũng như Kira cũng nhanh chóng vào khu vực bùa xanh để áp sát và cướp đi con bùa xanh trong tay Inzadak. Cướp thành công và có sự xuất hiện của Taka đứng đây để chặn đầu khả năng lui về đến Cyrus. Nhưng với chất tướng là Timmy thì anh ta có thể lui về rất dễ dàng. Và đúng với những gì mà bên phía Phát TV họ đặt ra ở giai đoạn đầu trận đấu, họ đưa rất nhiều thành viên kiểm soát tốt khu vực từ giữa cho đến nửa trên bản đồ. Và với con bùa xanh có trên tay thì đây là một trận thi đấu vô cùng khó khăn dành cho Enzo của Quang Hải có thể được lớn. Trong khi đó Nakros thì lại đang quá xanh xao với những tình huống cướp rừng. Và một phần khác ở Hero cũng là người được hưởng lợi trong những tình huống cướp rừng như vậy khi anh ta được nhường hẳn con bùa xanh ở phía phần rừng của mình. Hero đã hoạt lên đến từ Hero lướt vào vị trí của Goro. Goro rất thế đảo và kích hoạt được rất nhiều điểm nội tại. Trong khi đó thì Quang Hải đã phải nằm xuống rồi với sức sát thương đến từ anh chàng Kiran.
và giao tranh tiếp tục hỗn loạn để ra năm choáng rất tốt đến từ bên phía của Fast TV. Và nhiều điểm hạ gục đã dành cho bên phía của Fast TV rồi. Martin là điểm hạ gục cuối cùng đã phải nằm lại trong tình huống này. Quá bay bướm đến từ người chơi dinh dưỡng của 5 tháng 7 và tình huống ép trụ thành công. Blaze đã đến để can thiệp nhưng đây có thể sẽ là quyết định sai lầm của anh ta. Một tình huống xuống khu vực đường dưới để có thể can thiệp và phòng thủ nhưng có lẽ cơ hội là không nhiều. 5 tháng 7 tiếp tục gõ vào trụ và đã có ép trụ đến phía của bên phía Fast TV. Có sát thương chuẩn đến từ Lauriel và đó là khả năng dây sát thương cực kỳ tốt đến từ Hero với vị tướng Lauriel đã phải đi được với lượng cực kỳ thấp. Và Kiran có thêm được điểm hạ gục mình. Taka có thể về được trong tình huống này vì đây là rất nhiều bùa đỏ có thể giữ chân và giao tranh triệt để thành công toàn bộ dành cho bên phía của Fast TV. Cử thêm ta để chơi với cả Lauriel trong khi Lauriel còn cho mình đại văn xét là một điều rất sai. Và những gì mà Hero thể hiện lại đã cho thấy được khả năng cơ động của mình trước một chất tướng tù như là quân bài Thên. Và khả năng bay bướm của quân bài Narcos trong tay của 587 tiếp tục được khẳng định với một tình huống mà anh ta nhấp nhả vô cùng thành công khu vực đường trên. Mudslide băng thẳng vào trụ để bắt vào được vị trí Goro. Cũng là một tình huống rất nguy hiểm khi Mudslide ta còn cho mình đó cái tốc biến. Trong khi đó khu vực đường giữa thì tiếp tục là một tình huống tấn công khá mãnh liệt của 587 và khu vực rừng của Quang Hải. Và anh ta quay trở lại với thân rừng của mình chỉ với 1/2 cây máu mà thôi. Rất khó chịu, Hero bây giờ đã vô cùng là hổ báo. Anh ta quay trở lại khu vực đường giữa và tiếp tục gây nên náo loạn với những cú lướt lên của mình. Đối phương không dám lao lên để trao đổi chiến thức lại với cả Lauriel tại thời điểm này. Mặc dù đây mới chỉ là thời điểm rất sớm của trận đấu này thôi. 587 tiếp tục khởi động cho mình con rồng và có sự hỗ trợ của hai thành viên của lãnh Fast TV. Đã có đảo đường từ bên phía của Fast TV, Mudslide xuống khu vực đường giữa, đường dưới để cho hai tên trong tay Kira lên đè đường quân bài Veret trong tay của Blaze. Và đó là hướng di chuyển tương đối thông minh các thành viên của Fast TV. Họ đang di chuyển tương đối là bài bản và có chiến thuật, đang có cú chặt đầu và cuối cùng là Blaze sẽ là người gặp nguy hiểm tình huống này. 5/7 lao vào trước, anh ta đang bị chống sát thương đến từ trụ nhưng Kiran cũng là người có lượng sát thương ở thời điểm hiện tại là cực kỳ lớn với điểm chênh lệch về điểm hạ gục là 9-1 rồi và phần lớn điểm hạ gục đó nằm trong tay của Hero cũng như là Kiran thì họ đang cũng là một bộ đôi hủy diệt trong ván thi đấu này. Rất khó chịu. Fast TV đang cho thấy khả năng kiểm soát tương đối là thông minh của mình với những hướng di chuyển rất khó đoán và điều đó cô lập hoàn toàn Quang Hải. Quang Hải không thể lên phòng thủ được. Cyrus lại là người đứng rất cao và anh ta chấp nhận bị kéo để chặn đầu giúp cho Fast TV có được cho mình đó là một trụ khu vực đứng giữa. Cyrus xích chút nữa phải nằm xuống nhưng với chiêu cuối của mình ta cũng đã có thể lui về thành công mà không gặp quá nhiều những sự nguy hiểm. Cái khu vực kiểm soát ở khu vực đường trên chính là cái mục tiêu mà bên phía Fast TV họ đưa ra ngay từ giai đoạn đầu trận đấu. Mở đầu cho cái giao tranh thắng từ đường dưới thì phải kể đến là tình huống thức bùa xanh thành công đến từ anh chàng 5 tháng 7. Thì lúc đó anh chàng Hero mới có cho mình con bùa xanh ở phần nhà của mình. 5 tháng 7 cướp tiếp được, tục là cướp được. Một cú lật đến từ Quang Hải nhưng hy vọng là không có. Và 5 tháng 7 tiếp tục hưởng thêm một con bùa xanh nữa trong phần rừng của Fast TV. Quang Hải thực sự đang rất thọt và kể cả khi anh ta có được cho mình quân bài Enzo thì anh ta cũng đang tương đối là tàng hình trên bản đồ. Và lao vào tấn công được vào vị trí của Goro. Goro phải bốc hơi trong tình huống này mà không làm được bất cứ một điều gì. Taka đến quá muộn. Một tình huống ủi của Taka cũng không trúng bất kỳ một ai nữa. Excalibur được tạo ra cũng không thể giết được toàn bộ lính. Sau khi đó thì đẩy được lùi Mudslide về nhưng cực kỳ cứng cáp, có khả năng che cái chiêu cuối đến từ bên phía của Tulane dành cho Mudslide có thể lùi về thành công. Và che chắn chiều cuối rất tốt đến từ Cyrus khiến ta chắn được cú lôi điểu để giúp cho Mudslide tiếp tục lùi về. Qua đó hai thành viên của Fast TV đang có tình huống biến về tương đối là mơ hồ và họ đã phải bây giờ phải thực sự là phải chạy bộ một cách thủ công, hơi không được chuyên nghiệp làm những thành viên của Fast TV nhưng không sao, thế đẩy vẫn có bởi đó là độ cơ động đến từ 5 tháng 7. Cũng chỉ là một tình huống hú hoại đến từ Taka thôi vì đó là tình huống mà Taka không còn cái Excalibur của mình nữa. Quay trở lại với trận thi đấu này thì đây chính là cái lý do vì sao mà Hero anh ta lựa chọn cho mình đó là Lauriel ở trong trận thi đấu và thêm cả Narcos nữa. Không có bất kỳ một cái chiêu thức khống chế cứng thẳng mặt nào đến từ bên phía của Zedak, khiến cho đây là thời điểm mà 5 tháng 7 ta rất tự tin lướt vào trong phần trụ để gây sát thương, sau đó lướt ngược trở về tạo khoảng trống cũng như gây cái sự hoang mang dành cho đội hình của Zedak. Và những người còn lại ở phía sau đó là Hero, đó là Kiran có thể thoải mái gây sát thương mà bên phía của Zedak họ không thể làm bất cứ được gì. Hayate cờ động, Lauriel cũng cờ động nữa và thêm cả Mudslide cũng là một vị trí khép góc cực kỳ tốt ở bên đáng phía có. Của Fast TV có khả năng cấm chọn vượt trội hoàn toàn trong trận thi đấu này. Tiếp tục ép bùa xanh Taka, tiếp tục là con bò lạc Taka bị ép bởi các thành viên của Fast TV. Và 1/2 cây máu không, đó là cả mạng điểm hạ gục của Taka đã phải nằm xuống trong một tình huống muốn phòng thủ con bùa xanh. Và liên tiếp là những bùa xanh trên chân của Hero đã là một cơn ác mộng dành cho bên phía của Zedak rồi. Lauriel có bùa xanh, đồng nghĩa việc đây là cô nàng có thể lướt liên tục và không phải quá lo ngại về cái điểm năng lượng của mình. Và anh ta có thể thoải mái chơi trong giao tranh và chỉ với hai thành viên họ cũng đã có được con đa thần sinh ra ở khu vực 8. Và hơn nữa Lauriel của Hero lại cầm cho mình đó là cái ma tính, điều đó giúp cho anh ta có được thời gian hồi chiêu rất nhanh. Đúng, cả chiêu cuối cũng như bộ kỹ năng còn lại khiến cho Hero liên tiếp được spam, được thả diều với những lần lướt lên với con đường sám hối và sau đó là bật lại fan set của mình liên tục.
thậm chí cả 5 tháng 7 nữa, anh ta cũng cầm cho mình cái màn tính. Điều đó khiến cho khả năng bay nhảy đến từ 5 tháng 7 ngày một khó chịu hơn. Và Kira hiện tại đang là người đẩy lính khu vực đường trên. Anh họ đang bảo kê để con rồng này có thể nhả được máu vào trong máu trụ. Và đây là một thế ép hai đường rất đều các thành viên của VinFast TV. Họ bắt đầu lao vào và đã có trụ đầu tiên cùng đứng giữa dành cho bên phía của VinFast TV. Trong khi đó Hero rất tự tin gây sát thương lên các vị trí của bên phía In The Dark mà không gặp phải bất kỳ sự nguy hiểm nào. Anh ta chủ động lướt qua lướt lại phần trụ mà không có ai có thể giữ chân. 5 tháng 7 cũng vậy, và đây là một tình huống thực sự bất lực dành cho bên phía của In The Dark. Trụ đang bị tấn công bởi con rồng cũng như các thành viên bên phía VinFast TV, và đã có hai đường link xuống cấp dành cho bên phía VinFast TV. Rất khó rồi. Mudslide bây giờ đã khóa được mọi người. Martin thì có thể sẽ là khóa cả trận đấu này, bắt đầu có ép đánh từ VinFast TV. Và liên tiếp là những tình huống gây sát thương đến từ Hero rất tự tin với Lauriel, và anh ta đang tiếp tục lướt lùa bốn thành viên bên phía của Zedak phải thoát về. Con rồng đã chạm được vào trụ, lính cũng đã tiến vào, và rất có thể đây sẽ là một chiến thắng thứ hai dành cho VinFast TV liên tiếp trong kiểu đấu bò năm này. Bỏ không người. Có bất kỳ khả năng dọn dẹp lính nào đến từ các thành viên của bên phía In The Dark, và 2-0 dành cho VinFast TV. Và Mudslide còn trên hình nội tại nên tốc độ bảo trụ của anh ta là tương đối nhanh. Chiến thắng 2-0 dành cho VinFast TV. Trận thi đấu này thì VinFast TV hoàn toàn là áp đảo so với cả phía EC In The Dark. Vì xin VinFast TV họ sẽ đơn giản là cấm đi để không cho In The Dark có được quân bài mạnh tay, thuận tay cũng như là có được sức mạnh, đơn giản là vậy thôi. VinFast TV họ cấm ngay cho mình đó là cả Darcy nữa, và tiếp tục là một ván đấu mà Darcy bị cấm đến từ bên phía của VinFast TV. Chủ động cấm đi con bài Darcy, mặc dù những ván đấu trước thì đây chính là con bài mà bên phía In The Dark họ lo ngại, và phần cấm phải dành cho bên phía của In The Dark. Thì đây là ván đấu họ chủ động thi cái lựa chọn đầu tiên, họ sẽ không nhắm vào khu vực rừng mà họ sẽ nhắm vào một cái khu vực solo đường khác để tránh cho đối phương lấy được trước Darcy ở lựa chọn thứ hai ở bên phía lựa chọn sau, phía sau của bên VinFast TV nữa. Thì cùng chờ xem, hiện tại vẫn còn đó là Florentino, Badum và Badum đang nhắm tới bên phía của VinFast TV. Và đấu trước đó thì bên phía của VinFast TV cấm đi Badum và khiến cho In The Dark phải chơi trong một cái thế mà không có một vị trợ thủ có khả năng chống chịu tốt, đó là phải chơi mà vừa có khả năng tạo đột biến cao như Badum. Họ phải chơi một quân bài tương đối tù, đó chính là quân bài Thane, tương đối di chuyển chậm và không thể cản bước được những quân bài có khả năng cơ động rất cao như Lauriel, như Nakroth được. Và lần này thì VinFast TV, việc họ lựa chọn cho mình ngay Badum thì đồng nghĩa việc họ cũng dành thẳng một lượt cấm vào bên phía của In The Dark. Và điều đó khiến cho bên phía của In The Dark thì người chơi trợ thủ của đội tuyển này là Taka sẽ có phần thêm ái ngại. Nhưng In The Dark cũng đã đáp trả một sự lựa chọn Fratino tôi nghĩ rằng là tương đối chất lượng dành cho Blaze. Ở ván đấu đầu tiên thì bên phía của In The Dark họ cấm dành đến 4 lượt cấm để cấm thẳng vào 5 tháng 7. Nhưng họ lại để hở ra quân bài Kricknack cho anh ta, và anh ta cũng đã có những tình huống ám sát đúng người đúng thời điểm. Đặc biệt tình huống ám sát và Martin với quân bài Rat ở thời điểm đó. Ở lần thi đấu này thì In The Dark cũng đã không quá dành nhiều thời gian để cấm vào quân bài 5 tháng 7 nữa, mà thay vào đó họ cấm vào những vị trí khác trọng điểm hơn, đó là vị trí trợ thủ và đó là cả xạ thủ nữa, đó là Phoenix khi họ đã sử dụng ván đấu, họ đã sử dụng quân bài này nhưng không có được độ hiệu quả ở ván đấu trước đó. Và lấy được Enzo dành cho bên phía của VinFast TV. Với sự xuất hiện của Ignis cũng như là Florentino, tôi đang nghĩ đến một con bài đi rừng khác so với Enzo, đó là Roker cũng hoàn toàn có thể lấy vào, hoặc khu vực đường giữa thì đó là Alistair. Nhưng đã có những sự lựa chọn khác biệt hoàn toàn so với suy nghĩ của tôi. Đó là Enzo dành cho 5 tháng 7, và chúng ta sẽ được chứng kiến xem sự khác biệt của Enzo trong tay của 5 tháng 7 so với Quang Hải là như thế nào. 5 tháng 7 anh ta có những tình huống chơi Enzo cực kỳ dã man, đặc biệt tình huống rình bắt của anh ta. Ở trận thi đấu với ZD Esports thì Akashi là người bị lật nhiều nhất bởi cái cú chóc nã đến từ Enzo, và những pha rình dập của anh ta luôn luôn là vô cùng gọi là bất ngờ, và anh ta có những pha rình trong bụi ở những vị trí cực kỳ khó đoán. Thì rồi rõ ràng là khả năng sử dụng quân bài này đến từ đến từ 5 tháng 7 là cực kỳ thông thạo. Anh ta có cho mình quân bài Enzo, bên phía VinFast TV có cho mình đó là cả Badum, và đó là cả một quân bài thuận tay dành cho Hero nữa, đó chính là Lyanna. Với việc họ lựa chọn Lauriel ở ván đấu trước đó thì đồng nghĩa việc là bể tướng dành cho Hero vẫn còn quá dồi dào. Và đây là một lợi thế cho anh ta bởi bây giờ là một ván đấu quyết định, và bên phía của VinFast TV họ đang có những sự lựa chọn tương đối mạnh sau 3 sự lựa chọn đầu tiên. VinFast TV tiếp tục hướng tới Quang Hải khi họ tiếp tục là khóa đi quân bài Nakroth trong tay của Quang Hải, và Quang Hải có vẻ như anh ta đang rất lận đận trong việc là lựa chọn cho mình một vị tướng đi rừng trong kèo đấu này, khi ở hai ván đấu trước đó thì anh ta cũng không có được cho mình một sự lựa chọn quá hoàn hảo ở vị trí đi rừng. Cái đặc biệt hơn là bên phía của In The Dark, mặc dù có Enzo trong đội hình của VinFast TV rồi nhưng họ vẫn chủ động cấm đi đó là Roker, vì họ rất có thể lo ngại Roker mới là vị trí đi rừng thực thụ, còn Enzo sẽ nằm trong tay của Mudslide ở khu vực solo đường. Một lượt cấm
mang khá nhiều về cái sự tính toán cũng như là lo ngại bên phía của đối phương. Còn Pháp TV thì họ cũng, đây cũng không là một lực cấm quá nhiều vấn đề dành cho Pháp TV. Khi Roker bị cấm đi thì Enzo vẫn có thể ở nguyên vị trí đi rừng của mình, mà họ có thể lựa chọn một vị trí đường khác. Thì ít nhất với con bài Enzo, họ cũng đã khiến cho đối phương phải bận tâm phần nào về cái con bài mở này, một con bài mà có thể đi solo đường hoặc có thể đi rừng. Thì chúng ta hãy cùng chờ thêm lựa chọn đầu tiên bên phía Enzo Duck, họ sẽ lấy đi con bài gì. Timmy đã bị cấm đi rồi, cũng là một vị tướng trợ thủ chất lượng mà bên phía Enzo Duck có thể lấy, thì đã bị mất đi từ bên phía lượt cấm của Pháp TV. Rồi, và bây giờ sẽ tiếp tục là lượt cấm vào quân bài Senel. Sự lựa chọn quân bài Senel đến từ bên phía của VC in the Dark. Họ đảm bảo được một khả năng chống chịu tốt và hoàn toàn là Cyrus có thể chơi quân bài này ở vị trí trợ thủ được. Với sự xuất hiện của sứ mệnh cứu thế giúp cho họ quay trở lại để có thể tái giao tranh, cũng như là tạo cơ hội để những thành viên còn lại kiểu dạng như Florentino hay Suman, khi họ rơi trạng thái đuối máu, họ được hồi một lượng máu và sau đó là họ có thể phản ganh với những tình huống phun hoa chuẩn xác đến từ Florentino. Goro có thể sẽ là người chơi quân bài Superman bên phía của VC in the Dark, bởi cái cách mà anh ta ủn đó chính là ván đấu mà họ đã có được chiến thắng trước đội tuyển hôm qua mà họ đối đầu. VC in the Dark thì Goro anh ta đã có màn trình diễn tốt với quân bài Superman này. Đã có rất nhiều ván đấu mà Goro sử tốt con bài này rồi. Với Superman thì anh ta cũng có cái khả năng đẩy rất cảm giác, cũng như là có khả năng đẩy chính xác nữa. Thì đây cũng là một con bài mà bên phía của Zedak họ đưa ra ở trong những tình huống ngặt nghèo để có thể níu giữ được cái cơ hội chiến thắng dành cho mình. Còn thì lượt lựa chọn cuối cùng họ sẽ để dành cho vị tướng sát thương chủ lực cuối cùng nữa. Rất có thể, có thể khi nào đây là một trận thi đấu mà không có xạ thủ trong đội hình của In The Dark hay không, thì phiên đã bản... có tướng cho Goro rồi, phiên đã bản có này ít cho Martin rồi. Tôi nghĩ là có đấy. Thì bây giờ sẽ là một vị trợ lựa chọn đi rừng dành cho Quang Hải. Quang Hải có thể sẽ đóng vai trò là một xạ thủ đi rừng. Không. Đó, đây chính là một trận đấu mà họ không có xạ thủ trong đội hình. Ở phiên bản này không có xạ thủ là một vấn đề tương đối nghiêm trọng, khi mà phần lớn các đội tuyển chuyên nghiệp bắt buộc họ phải có một vị trí có thể gây được sát thương từ tầm xa, và đó là một vị xạ thủ. Nhưng lần này với việc Goro chơi quân bài Superman thì đồng nghĩa việc là bên phía In The Dark họ sẽ không có một quân bài xạ thủ nào cả. Cuối cùng thì Quang Hải lựa chọn vào đó là quân bài Murat, và Pháp TV thì 5 tháng 7 cũng đáp trả bằng việc anh ta sẽ sử dụng quân bài Slim. Slim những lần ném dao anh ta là cực kỳ có cảm giác. Anh ta có những cú ném lao cơ khí liên tục chuẩn xác trong trận thi đấu mà anh ta đối đầu với cả ZD Esports. Và đó là một trận thi đấu mà họ đã có một trận lật kèo thua đầy đáng tiếc. Nhưng cái cách mà 5 tháng 7 anh ta phi lao cơ khí thực sự là nó rất ấn tượng, và điều đó có thể khiến cho bên phía In The Dark rất phải cẩn trọng trong tình huống mà họ có những cú ủn lao vào đến từ Goro. Cần phải rất cẩn trọng những cú ném lao cơ khí, vì khả năng phán đoán đến từ 5 tháng 7 là tương đối tốt. Mudslide sẽ có cho mình quân bài Irie ở vị trí đi đường đơn Caesar. Và đội hình của bên phía Pháp TV một đội hình tương đối cơ động, với sự xuất hiện của cả những quân bài như đó là Enzo nữa. Với việc có cả Enzo và Slim thì khả năng cao là Slim sẽ ở vị trí đường đơn cũng nên. Chắc chắn rồi, Enzo vừa sau tình huống đổi vị trí thì tôi đã thấy Enzo trong tay của 5 tháng 7 và Slim trong tay của Kiran. Còn với bên phía của bên phía In The Dark thì đây cũng là một ván đấu được coi là tất tay dành cho đội hình của họ, khi họ đã lựa chọn một vị tướng được đánh giá là có thể gây đột biến cao hơn dành cho Quang Hải với Murat, chứ không phải là một vị tướng xạ thủ nữa. Vì cái vấn đề không có xạ thủ trong đội hình chúng ta có thể thấy rất rõ ràng như ván đấu đầu tiên. Mặc dù bên phía của Pháp TV họ có cho mình đó là Van Hệt, nhưng với cái khoảng tay không quá dài của mình thì cũng khả năng công trụ cũng là cực kỳ khó khăn. Mặc dù có con rồng Monster nhưng hai lần công trụ họ cũng chỉ lấy đi được lượng máu tương đối đáng kể của trụ và thôi, chứ không lấy được cả cái trụ đó, và bắt buộc họ phải ép giao tranh ở khu vực xa trụ hơn, đó là khu vực con rồng. Và đó là thời điểm mà 5 tháng 7 là người tỏa sáng lấy đi trận đấu dành cho bên phía của Pháp TV, thì rất có thể đến một trận đấu cực kỳ khó khăn cho In The Dark nếu họ làm vấn đề đây là họ đang thiếu một sát thương tầm xa để có thể đảm bảo được việc lấy những mục tiêu lớn, những công trình lớn một cách thuận lợi hơn. Và Kira sẽ chơi cho mình đó là Slim khu vực đường đơn. Rất bất ngờ khi ở vị trí đường đơn thì Slim không có đánh giá quá cao, nhưng lần này thì anh ta sẽ chơi quân bài này vị trí đường đơn. Và sát thương ra đầu trận đấu đến từ quân bài Slim này cũng không phải là quá mạnh. Kira vừa có một tình huống di chuyển xuống khu vực bùa xanh để hỗ trợ cho người chơi đi rừng của bên phía Fan TV, đó là 5 tháng 7 có được cho mình một khả năng dọn quái rừng nó nhanh hơn so với cả bình thường. Và đây là phù hiệu cả hai đội tuyển sử dụng. Bên phía của Pháp TV sẽ hướng tới đó là tinh linh dành cho Slim, một phù hiệu mà có vẻ như bị hắt hủi hơi nhiều ở đấu trường chuyên nghiệp. Cái phù hiệu này nó sẽ có trong mình đó là một cái tinh linh ở xung quanh và sẽ gây lượng sát thương xung quanh.
đến từ cái phù hiệu tinh linh này. Và điều đó, đòn đánh thương thứ 3 liên tiếp, chúng tướng địch sẽ nhận được một vòng sáng tiểu thiên thần quanh cơ thể trong vòng 5 giây. Và vòng sáng đó cũng sẽ giúp cho phạm vi tấn công đến từ Slim được rộng hơn, trong khả năng là 8,5. Và tốc đánh sẽ giúp cho anh ta tăng lực tốc đánh này, có lực công vật lý và có cho mình là cả khả năng xuyên giáp nữa. Đồng ý. Và những tình huống như đối phương chỉ còn một chấm máu thoát về mà bị tinh linh đuổi theo cũng là một tình huống rất khó chịu, rất mà chúng ta có thể nhìn thấy. Có thể trong trận thi đấu này, Slim sẽ phát huy vai trò cấp độ 4 đã có đến từ mùng 5 tháng 7. Tấn công rất nhanh chóng ra khu vực đứng giữa. Mục tiêu đang bị xích, đó là Martin. Martin thấp máu, Martin có thể bị nằm xuống. Và điểm hạ gục chiến công đầu dành cho Mursly. Trong khi đó Quang Hải bây giờ mới xuất hiện, chưa có đủ 4 điểm stack của mình, anh ta không thể gây ra được chiêu cuối và đã có một tình huống tấn công kịp thời và xuất sắc hơn đến từ bên phía của Pham TV. Tình huống di chuyển quá dã man đến năm tháng 7, một cú chọc nã và nó lật trúng vào người của Martin. Quang Hải đến, anh ta muốn bắt vào người của Hero và thêm sự hiện cả Goro nữa, nhưng Hero hack nào đối phương bằng một cú tốc biến đầy cảm giác. Trong khi đó năm tháng 7 đã bị hạ gục bởi Play trong tình huống tranh chấp con rơi. Không trong được khi đó rồi. Hero đã bị tấn công bởi cái ao ảnh trảm đến từ anh chàng Quang Hải và phải nằm xuống. Giao tranh nổ ra ở khu vực đứng giữa cùng hướng rơi thì bên phía Interdark họ là người có lời hơn. Rất đáng tiếc anh ta chưa lên cấp độ 4, anh ta chưa có cho mình biến ảnh hoạt hình để chuyển sang dạng cáo để thoát thân. Và anh ta cũng đã mất đi cho mình cái tốc biến ở pha tốc biến trước đó rồi, nên không còn cơ sở nào để giúp cho người chơi đường giữa bên phía của Pháp TV có thể né được tình huống ủn liên tục đến từ Goro. Và đó là một tình huống ủn cực kỳ nguy hiểm đến từ Superman. Anh ta đang thể hiện rằng mình là một trong những người chơi Superman hay nhất tại thời điểm này. Và với việc Hero phải nằm xuống thì con rồng nó gia nhập đến của In The Dark. Và bây giờ In The Dark đang có một chút lãi, họ có cho mình nhiều điểm hạ gục hơn, họ có cho mình con rồng đầu tiên của trận đấu. Và hiện tại thì khoảng cách lượng tiền không quá chênh lệch, nhưng tạm thời về thế trận thì In The Dark đang có một chút thuận lợi hơn. Với cái thế trận như thế này thì tôi vẫn đang không quá lo ngại đến Fast TV, mặc dù họ vừa mất đi cho mình hai điểm hạ gục ở khu vực giữa cũng như là khu vực hàng rơi. Thì khác với cách đánh của bên phía In The Dark, đây là một ván đấu mà Enzo trong tay của năm tháng 7 được chơi, được farm và không gặp quá nhiều nguy hiểm từ những tình huống xâm lăng rừng đến từ bên phía đối phương. Và với chất tướng Murad thì cũng không khiến cho anh chàng này có khả năng cướp rừng quá mạnh ở giai đoạn đầu trận đấu nữa. Tấn công khu vực đường dưới Play, anh ta đã tung hoa chính xác và có thể có khả năng phòng thủ ở tình huống này. Rất nguy hiểm tình huống ném lao cơ khí mà bên phía Pháp TV đã muốn ập vào với việc là có vật tổ bó tất đến Cyrus, nhưng rất may là Play vẫn có thể phòng thủ được. Một cái fact khá thú vị, sau vòng 5 Pháp TV là đội tuyển phá được nhiều trụ nhất với 121 trụ phá được. Thế phải thôi. Trong khi đó đường giữa là những tình huống tấn công đến từ hai bên. Chúng ta có thể nhớ những trận đấu ở những vòng đầu tiên, Pháp TV là đội tuyển thi đấu trọn vẹn với tất cả các trận đấu đều là 5 ván đấu. Thì với những trận đấu thi đấu dài như vậy thì họ có được cái số phách này cũng là dễ hiểu. Trong khi đó Play bị giữ chân bởi vật tổ bộ tất, nhưng ngay lập tức có sứ mệnh như thế được đáp xuống. Điện giam không giết được ai cả và khả năng phòng ngự tốt đến từ bên phía của Interdark. Sứ mệnh như thế kịp thời giúp cho Play có thể hồi phục lượng máu, và điều đó cũng giúp cho họ kịp thời dọn được con lính cuối cùng. Bên phía của Fast TV không thể tổ chức một đợt ép để bắt vào người của Play. Khả năng gọi là phòng thủ trụ đến từ Play là tương đối tốt. Ở ván đấu thứ nhất với quân bài Yena, anh ta phòng thủ cũng tương đối tốt. Và ở ván đấu này khi anh ta cầm Florentino thì anh ta cũng có tình huống rất lì lợm ở khu vực đường rồng. Với những khoảng cách mà anh ta, khoảnh khắc mà anh ta bị cân 2, cân 3 ở khu vực đường đơn của anh ta, thì anh ta vẫn có thể phòng thủ một cách rất tốt. Và Play vẫn đang thể hiện rằng mình là một trong những người chơi đường đơn có khả năng phòng thủ tương đối ấn tượng. Đang có rình rập đến từ Taka. Năm tháng 7 đang đi vào trong cái bụi có Taka và bị xích bởi cái chiêu chọc nã, sau đó bị nhấc về. Nhưng với Taka thì cũng không phải là một vấn đề quá nguy hại vì cũng không có bất kỳ một nguồn lực nào từ phía sau của năm tháng 7 cả. Nhưng với cách đánh chậm như thế này thì tôi nghĩ Pháp TV vẫn đang là người có lời hơn, vì Enzo là một vị tướng mạnh về giai đoạn giữa và cuối trận đấu, khi mà vị tướng này có đủ lượng tốc đánh cũng như lượng đồ của mình rồi. Cho nên cái khả năng tránh giao tranh cũng như là giao tranh ít như bàn đấu này là vô Goro ý dành cho bên phía của Pháp TV. Và Goro bị tấn công, sứ mệnh như thế đáp xuống kịp thời. Bên phía của Pháp TV từ người đi săn đang phải trở thành người bỏ chạy, và Pháp TV năm tháng 7 đang là người bị tấn công, bốc được một người về nhưng không thể thoát được. Và điểm chiến công dành cho Martin. Rất khó chịu những tình huống có mặt của Taka đang tạo nên nhiều sự bất ngờ khi mà những cú ganh đến từ Pháp TV không đạt được hiệu quả. Taka luôn luôn sử dụng cho mình cái sứ mệnh thế ở đúng thời điểm mà nó cứu mạng được các thành viên bên phía Pháp TV. Nhưng đổi ngược lại thì Pháp TV cũng vừa có cho mình cái trụ đường dưới, cũng cú ném lao cơ khí ngăn không cho Blaze có thể phun hoa và lao lên tấn công được vào các thành viên của Pháp TV đến từ Kira. Và Taka là người bị bọc đầu đến từ Mustlight, nhưng với chất lượng cứng cáp thì anh ta vẫn tỏ ra sự khó chịu trong những tình huống kiểm soát khu vực đường giữa của mình. Trước đó là một tình huống rất tốt đến từ Cyrus khi anh ta đặt ra cú điện giam chặn đầu được hai thành viên muốn quay ngược trở về để phòng thủ trụ. Và với chất tướng là Slim nữa, đây cũng là một vị tướng lấy trụ cực kỳ nhanh. Với một trụ vừa rồi thì khoảng cách vẫn đang nằm trong tầm có thể kiểm soát được dành cho Pháp TV để họ có cơ hội nuôi lớn được mùng 5 tháng 7. Và với chất tướng của mình hiện tại, 5 tháng 7 đã có những cú lướt như
cú di chuyển rất cơ động trong phần rừng rồi thì khả năng dọn rừng đang là cực kỳ nhanh dành cho Enzo. Rồi, và hiện tại thì lối chơi của hai đội tuyển có vẻ như đã trở về đúng với cái quỹ đạo, nhưng có một tình huống ảo ảnh chạm. Muốn bắt bóng đến từ 5 tháng 7 nhưng là đã quá xa tầm. Trong khi đó thì bộ đôi Kiran cũng Cyrus được đổi lên khu vực trên. Play cũng nhanh chóng đổi ngược lại với cách di chuyển của đối phương, nhưng anh ta đang bị tấn công khá đau đến từ hai thành viên này và đã tạm thời bỏ chạy được. Một tình huống bọc đầu đến từ Quang Hải và giữ mệnh cứu thế đáp xuống tốt đến từ Taka. Taka hất tung được Kiran, Kiran mất đi cho mình cái phép tử thần và anh ta cũng đã phải nằm xuống. Goro có mặt kịp thời đang muốn đẩy Cyrus về. Một cú đẩy thành công bọc đầu đến từ Quang Hải và nó double kill dành cho Quang Hải. Tiếp tục là có điểm nhấn đến từ Taka khi anh ta giữ chân được Kira và giúp cho bên phía của Quang Hải có thể sử dụng mình được ao ảnh tràng. Và thêm cả sự hỗ trợ kịp thời đến từ Goro với khả năng di chuyển và đảo đường rất nhanh của Superman. Players đang gặp tương đối khó khăn nhưng Martin đã xuất hiện và ngay lập tức họ giải tỏa áp lực. Mudslide là mục tiêu bên phía của Inzadak hướng tới. Và các thành viên của Fnatic có thể lui nhờ ở khu vực đường trên. Đấy. Thì Inzadak họ đang tiếp tục đục sâu và đang đuổi vào người của Hero với khả năng trâu bò đến từ cả Taka nữa. Nhưng Quang Hải lọt lại quá sâu và anh ta đã phải nằm xuống. Và đó là tình huống mà Quang Hải bị nằm xuống bởi cái tinh linh. Sau khi đó thì 5 tháng 7 có mặt cũng cực kỳ kịp thời. Một tình huống phòng thủ rất mẫu mực đến từ Hero ở khu vực đứng trên. Và cũng là một tình huống sai lầm nữa khi Quang Hải cũng như là Taka tấn công quá sâu phần trụ mà họ không quá để ý vào hướng di chuyển của đối phương. Trong khi đó đường giữa là giao tranh, Marty đang người bị bọc đầu, long kiếm không trúng vì Marty đã bị lôi về, nhưng vẫn là đủ để họ có được điểm hạ gục trong tình huống này. Và Cyrus là người có được mạng. Một tình huống có vẻ như là di chuyển có phần lỗi đến từ bên phía của Martin khi anh ta bị quay bởi 4 thành viên của FATV. Có vẻ như các thành viên của Inzadak sau khi có lợi thế thì họ đang có những tình huống có vẻ như hơi quăng nhẹ, những tình huống di chuyển tương đối là sai lầm. Và Goro đang là người tương đối vất vả khi anh ta phải liên tục xuất hiện để hỗ trợ người đồng đội của mình. Quang Hải đang có được 4 stack và anh ta đã kích hoạt trường ảo ảnh trảm. Anh ta lấy được cho mình con rơi trước hai thành viên của FATV. Và Cyrus cũng như Kira cũng không quá quyết liệt trong tình huống muốn lấy cho mình hàng rơi được con rơi quỷ ở tình huống ban nãy. Khu vực đường dưới, Mudslide đang hơn một cấp độ so với cả Blaze, nhưng Blaze cũng sẽ sớm đạt được cấp độ 10 và đã có solo kill giữa hai thành viên này. Và người có sát thương đau hơn đó sẽ là Play. Mudslide chủ động đứng lại để cho đối phương cầu máu và chờ cho 5 tháng 7 đến. Đây sẽ là một tình huống quân 2 đến từ Blaze. Long kiếm được sử dụng tạo ra rất nhiều giáp, nhưng đồng đội của Blaze cũng đã tới rồi, đó là Taka, đó là Quang Hải. Nhưng Quang Hải chưa có chiêu cuối, rất đáng tiếc lao vào cũng không trúng mục tiêu đến từ Taka. Anh ta bị xích chân, có khả năng bọc đầu đến từ Goro đẩy cũng hụt. Và Play đang là người chống chịu sát thương đến từ trụ, 4-2 và Play thấp máu nhưng họ không phải nằm xuống và thành công dành cho tình huống tấn công vừa rồi. Và họ sẽ lấy được thêm cho mình một cái trụ nữa với sức đẩy đến từ cả Quang Hải nữa. Taka và Quang Hải đang có tình huống phối hợp tương đối nhịp nhàng. Đầu tiên là tình huống băng vào đến từ Senel, sau đó anh ta sẽ có sự xuất hiện của cả Quang Hải để giữ chân đối phương và tích cho mình ảo ảnh chạm. Khu vực đường trên, Kira có thể sẽ gặp khó khăn. Một cú ném lao trượt và đây sẽ là tình huống lùa ngược lại đến từ Goro. Kiran không ngại Goro và anh ta có thể có khả năng gây ngược lại sát thương. Chờ giáo và giáo đã trúng nhưng giáo ở rất tầm đau ngắn. Rất may là tinh linh cũng đã có khả năng hỗ trợ cực kỳ tốt cho Kiran trong tình huống gây sát thương vừa rồi. Một tình huống vô cùng khó chịu. Quang Hải sẽ tiếp tục có thêm cho mình một con rồng nữa. Khoảng cách lượng tiền hiện tại không chênh lệch quá nhiều và sức mạnh đến từ cả hai bên cũng không quá có một mức độ chênh lệch. Họ đang đánh ở một thế tương đối cân, cả về thế trận lẫn về lượng tiền, về lượng kinh tế. Họ đang có một lối chơi ở trận thi đấu này là cân, nhưng có vẻ như Inzadak đang mắc nhiều sai lầm hơn và Inzadak đang bị ép đánh và tấn công vào vị trí của Taka. Taka đang cố bỏ chạy và đang đứng sử dụng chiêu cuối thì bị dính cái quả nổ đến từ anh chàng Hero. Một tình huống sử dụng chiêu cuối tôi nghĩ là hơi thừa thãi đến từ anh ta vì có thể anh ta chạy thẳng là đã sống. Anh ta chạy thẳng là có khi là chạy được. Lùi về rồi. Đồng ý cả anh Phong là nếu như anh ta chạy thẳng một mạch về là ít ra anh ta có thể câu kéo thời gian hoặc là có thể giữ được cho mình cái mạng sống thay vì kích hoạt cho mình cái sứ mệnh cứu thế. Nhưng có vẻ như là anh ta muốn kích hoạt sứ mệnh cứu thế để giúp cho Inzadak có thể đánh lại được, bởi anh ta sẽ hồi phục lượng máu và giúp cho Inzadak có thể có một lượng máu để có thể đánh lại được trong pha giao tranh đó đối với cả bên phía FATV. Nhưng ý tưởng đó không thành mà anh ta ăn nguyên một cú cầu đến từ Hero. Anh ta cũng nghĩ đó là tình huống mà Liliana mất đi cho mình quả cầu đó rồi. Đúng rồi. Đã một tình huống căn tham khá sai đến từ Taka và khiến cho một pha giao tranh mà bỗng chốc trở thành một cái bất lợi dành cho bên phía của Inzadak. Nhưng hai bên vẫn đang có một cái trận thi đấu nó khá giống với ván đấu đầu tiên, khi cả hai liên tiếp có những tình huống giao tranh ở rất nhiều nơi trên bản đồ và liên tiếp những giao tranh nhỏ lẻ được xảy ra. Trong khi đó thì với những giao tranh như thế này thì 5 tháng 7 vẫn đang là người được có lợi hơn, chúng ta vẫn đang được thả farm và không gặp bất cứ cái sự khó chịu nào cũng như khả năng cướp bóc nào đến từ đối phương. Anh ta có gặp một chút khó khăn ra đầu trận đấu nhưng tại thời điểm này thì có lẽ là sức đánh của anh ta cũng đã quay trở lại sau khi mà những đồng đội anh ta đã giữ được thế trận để giúp cho 5 tháng 7 có được một thời gian thuận lợi, anh ta có được độ lớn. Nhưng mà đây là một tình huống tương đối bất ngờ từ Inzadak. Cyrus biết, Cyrus có chữ cuối và đã giữ được con Seiza lại trong trận thi đấu này.
để câu giờ. Trong khi đó hai thành viên phía bên kia thì đang cố gắng đẩy vào cái phần trụ. Hero là người chịu trách nhiệm gây sát thương và một tình huống câu thời gian rất tốt đến nhưng, từ nhưng mà cả hai thành viên của FaZe TV đang đẩy lẻ và đó là Mudslide lẫn 5/7. Họ đẩy một cách rất nhanh chóng nhưng liệu họ có thoát được tình huống này hay không đây khi đó là cú thổi quá đau đến từ Goro. 5/7 thấp máu rồi và không thể chạy được. Nó cũng chỉ là cái trụ thứ hai ở phía bên ngoài mà thôi. Nó khác hoàn toàn với tình huống câu giờ của Play ở tình huống trước đó khi cái trụ kia là trụ nhà lính cơ. Thì kể cả lấy được cái trụ đó thì họ cũng khó có thể lui về được với tình huống bọc đầu cực kỳ nhanh chóng đến từ bên phía của Izadak. Và một cơ xê ra, một tiếng câu người tốt đến từ bên phía của Zara khiến cho họ có được cực kỳ nhiều lợi thế và có thể là cả ván đấu này tạm thời là một tình huống phòng thủ trụ đến từ bên phía của FaZe TV lao lên rất nhanh đến từ Mudslide trước cuối làm cho được rất nhiều người. Mudslide vẫn thoát về thành công. Goro bọc đầu nhưng Goro đã bị ngắt đi bởi cái phi kiếm đến từ bên anh chàng Mudslide nữa. Khả năng làm choáng tốt đến từ tranh trạch Kiran. Kiran đang được thoải mái chơi trong pha giao tranh này và đã hết lính. Bên phía của FaZe TV tạm thời phòng thủ được đợt tấn công này và họ đang muốn tràn ngược lên để tấn công ngược lại bên phía đối phương. Và một tình huống bọc đầu rất khó chịu đến từ Quang Hải trong tình huống rồi. 5/7 đang solo kill với Quang Hải với tình huống trọng đá chính xác đã lao lên đến từ Quang Hải rồi. Quang Hải đã bị tấn công lại 3-1 trong khu vực đường trên và 5/7 đã phải nằm xuống. Và khi mà 5/7 nằm xuống thì đây sẽ là một tình huống ép trụ tương đối mạnh đến từ bên phía của Inzadak, bởi khi đánh trong thế công thì Inzadak là những người mạnh hơn bởi chắc đó chắn. Là khả năng cầu máu đến từ Murad Amita là liên tiếp tích cho mình cái nội tại để có thể cầu máu được nhiều nhất có thể. Mudslide lao ra sử dụng chiêu cuối nhưng không thể dọn được hết lính, anh ta bị Goro đẩy ngược về. Trong khi đó Martin không, Quang Hải mới là người gặp nguy hiểm trong tình huống này, anh ta tạm thời lui về được. Goro liên tiếp đẩy được chúng rất nhiều người và Mudslide phải là người nằm xuống. Silas là người thứ hai đi theo những người đồng đội của mình và rất có thể đây sẽ là chiến thắng gỡ gạc lại dành cho bên phía của Inzadak. Một mình Hero muốn lao ra để phòng thủ lính, có thể là Kira đã ra này nữa. Tức là 5-2, 5-2, 5-3 trong pha thi đấu này. Hero bị tấn công bởi Goro và lao vào rất mạnh liệt đến từ Play, có sứ mệnh như thế để bảo toàn. Và 5/7 đang là người chặn bên phía của Inzadak có thể tấn công. Wow. Lính đã hết rồi và khả năng phòng thủ tạm thời được giữ thêm vài giây nữa dành cho FaZe TV. Hero đã xong rồi nữa, Silas Hero và có thể đây là 1-2 dành cho Inzadak. Không còn cơ hội nào cho FaZe TV sau khi mà 5/7 phải nằm xuống. Và đó là cách mà Goro chơi Superman ở những ván mà Izadak gặp những tình huống gọi là ngàn cân treo sợi tóc, chớ trêu thì quân bài Superman sẽ được Goro tung vào. Và anh ta đã có mà thể hiện tương đối là kinh dị với quân bài Superman này. Anh ta ủn và khiến cho FaZe TV gần như là quá khó chơi với những người chơi kiểu dạng như Slim. Không có cho mình một khả năng cơ động quá cao thì rõ ràng những cú ủn đến từ Goro sẽ đủ gây nên rất nhiều áp lực đến từ bên phía của Inzadak. Chưa kể rằng với thể thức BO5 và sau đó là thắng được một điểm, thua bị trừ một điểm thì thực sự là diễn biến của bảng xếp hạng vẫn đang có quá nhiều bất ngờ. Và có lẽ là đội tuyển đang mong chờ kết quả nhiều nhất trong trận đấu này phải chăng sẽ là Swing Phantom. Đúng. Bởi lẽ họ đang là một trong những người đang có khả năng đối diện trực tiếp được với cả FaZe TV. Nên rõ ràng là FaZe TV cần phải có cho mình một chiến thắng, cậu cần phải có được cho mình một chiến thắng 3-1, ít nhất là 3-1 trước Inzadak. 3-2 thì cũng được, nhưng nếu là 3-1 thì nó sẽ tương đối an toàn hơn bởi vì họ đã tự tay đánh mất đi cơ hội có được chiến thắng 3 trắng trước Inzadak. Nói ván đấu trước thì nói tự tay cũng hơi khó dành cho bên phía của FaZe TV vì đó là ván đấu mà Inzadak họ thi đấu tốt hơn ở giữa và cuối trận đấu. Chúng ta đã có một thông tin, Sephira là vị tướng bị cấm nhiều nhất tính đến thời điểm hiện tại của đấu trường danh vọng mùa đông 2019 với 60 lần bị cấm đi và khiến cho lần. Với 61% tỷ lệ thắng. 60% tỷ lệ thắng, một tỷ lệ tương đối ấn tượng. Bị cấm liên tiếp như vậy mà chỉ được sử dụng trong một vài trận đấu thôi nhưng tỷ lệ thắng vẫn rất cao, chứng tỏ độ hiệu quả với sự ngụp lặn đến từ Sephira vẫn đạt được những sự hiệu quả cao, khả năng thả diều tốt, khả năng hồi phục khó chịu, khả năng ngụp lặn khi bị đối phương tấn công và đó là khả năng băng trụ khi kích hoạt cho mình cái sóng ngầm nữa. Thì rõ ràng Sephira vị tướng toàn diện, có thể chơi đường giữa tốt, có thể chơi trợ thủ tốt, khả năng cấu rỉa máu tốt và khả năng phòng thủ cũng như bảo kê cũng đều hoàn hảo. Nên rõ ràng việc mà Sephira có được cho mình một tỷ lệ cấm ấn tượng như vậy cũng như có một tỷ lệ thắng cao như vậy cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Lịch thi đấu của Swing Phantom thì họ sẽ phải đối đầu với cả Overclocker ở vòng thi đấu thứ 6 và vòng thi đấu 7 họ sẽ phải gặp HTVC IGP Gaming. Cũng là một lịch đấu tôi nghĩ rằng là dễ chơi với cả Swing Phantom hơn là FaZe TV. Bởi lẽ là Swing Phantom hoàn toàn có thể đủ cơ sở để có thể đánh ngang cơ được với HTVC IGP Gaming. Còn FaZe TV gặp Team Flash thì lại là một câu chuyện quá khó với cả họ. Nên rõ ràng là Swing Phantom mới là những người đang mong chờ kết quả trận đấu này hơn bao giờ hết. Và chúng ta bắt đầu ngay vào ván đấu thứ 4 giữa FaZe TV và VEC Inzadak.
Pháp TV họ sẽ lựa chọn ngay, đó là Seniel có thể sẽ dành cho Cyrus ở vị trí trợ thủ. Và đây tiếp tục là một ván đấu mà bên Pháp TV họ chủ động phần sân màu xanh. Với kèo bo 5 này thì phần sân màu xanh chưa giành được bất kỳ một cái chiến thắng nào. Và sau một tình huống đổi phong thủy đến từ Inzerac thì họ cũng đã có được một tình huống gỡ gạc lại một trận đấu rồi. Với ván đấu này, bên phía của Inzerac họ lựa chọn khá sớm, nhanh những vị tướng Elsu. Với Elsu trong đội hình thì Martin cũng có thể chơi tốt mà Goro cũng có thể chơi tốt con bài này. Bên cạnh đó thì Oma bây giờ mới được hở ra dành cho Inzerac. Oma và Elsu, một cặp xạ thủ trợ thủ đã được lấy bên phía của Inzerac. Ở những vòng đấu trước đó thì Elsu nổi tiếng là một vị tướng có tỷ lệ thắng tương đối tệ hại. Nhưng ngày hôm qua thì Xuân Bách cũng đã giải được lời nguyền này. Và Elsu đã có lại một trận thắng có thể nói là gỡ gạc một chút danh tiếng dành cho vị tướng này. Nhưng đây vẫn là một vị tướng cực kỳ khó chơi tại phiên bản này, tại đấu trường giai đoạn mùa đông 2019. Và Pháp TV họ đang có cho mình một vị tướng có lượng sát thương đảm bảo hơn giai đoạn cuối trận đấu, là một vị xạ thủ hợp lý hơn, hiệu quả hơn. Đó là vị xạ thủ Violet. Họ có cho mình thêm cả Vered nữa, và đó là sự lựa chọn tương đối tốt từ mình với Pháp TV. Inzerac sẽ tiếp tục là hai xạ thủ với việc có cho mình đó là Elsu khả năng cao vị trí đường giữa trong tay của Martin, và đó là một người chơi đường rừng nữa. Bên phía của Inzerac có thể Quang Hải sẽ chơi quân bài Slim này vị trí đi rừng. Và đã có đến khác với ván đấu thứ 3 thì không có bất kỳ một xạ thủ nào trong đội hình. Thì đây là một ván đấu mà Inzerac họ lựa chọn đến hai vị trí xạ thủ. Thì với Slim thì hoàn toàn có thể đây sẽ là một vị tướng trong tay của Quang Hải với vai trò là người chơi đi rừng. Nếu có trường hợp nào đó mà Elsu đường giữa mà Slim đi đường cũng một tình huống thi đấu khá tất tay dành cho bên phía của Inzerac. Khi Dusty bị cấm đi rồi thì cái khả năng đó là hoàn toàn khó có thể xảy ra. Còn bên phía của sau khi có được đội hình như thế này thì Inzerac họ đã chủ động cấm luôn và hai vị tướng có khả năng đi rừng dành cho 5 tháng 7, đó là Lindis cũng như là Murat. Với việc họ cấm đi Murat thì có khả năng cao, rất rất cao là họ sẽ đẩy cho Slim vào vị trí đi rừng. Bởi rõ ràng là những quân bài sát thủ hoàn toàn có thể khiến cho những vị xạ thủ, đặc biệt là Slim ở giai đoạn đi rừng gặp nhiều khó khăn, sẽ dễ bị bắt lẻ hơn và khó có đất diễn nhiều cho Slim tại thời điểm đầu trận đấu. Nên việc cấm đi hoàn toàn những vị tướng có khả năng cơ động và áp sát cao kiểu dạng như Murat và một vị tướng đánh trong rừng rất tốt với khả năng đánh du kích và soi tầm nhìn như Lindis là một lượt cấm hiệu quả của Inzerac. Họ cấm thẳng vào 5 tháng 7. Và 5 tháng 7 anh ta đã sử dụng tương đối nhiều những vị tướng đi rừng rồi, nên đây sẽ là một sự lựa chọn tương đối khó khăn dành cho anh ta. Ở Pháp TV lần này họ vẫn đã có những lượt cấm vào khu vực Pháp Sư, và đó là quân bài Liana cũng như là Maza, một quân bài ở vị trí đi đường rồng khá hiệu quả ở trong tay của Goro. Và điều đó dẫn tới việc là Goro cũng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn ở vị trí đi đường rồng. Anh ta sẽ chơi quân bài nào vị trí đường rồng đây, khi mà anh ta không còn cho mình Superman nữa, không còn xạ thủ cho anh ta nữa, và anh ta cũng không còn cho mình một quân bài có thể chơi thủ đối công tốt, đó là quân bài Maza. Nhưng chắc chắn là Blaze sẽ có cho mình đó là quân bài Airy ở vị trí đường đơn xê ra. Airy đã có, và bên phía của Pháp TV họ đã có cho mình lựa chọn đó là Zeus cho vị trí đi rừng. Thì với Zeus như thế thì chắc chắn Vares sẽ trong trang tay của Hero ở khu vực đường giữa rồi. Còn trong khi đó thì Kiran sẽ có cho mình một vị trí xạ thủ, đó là Violet ở khu vực đi đường. Thì với Violet thì cũng đang một vị tướng có thể câu máu từ tầm xa nếu như Slim được thả ra ở khu vực solo đường. Nhưng với lựa chọn hiện tại thì theo như tôi đánh giá thì Slim vẫn đang có khả năng cao hơn cho vị trí đi rừng trong tay của Quang Hải. Đồng ý. Và khả năng câu máu tầm xa với kèo đối đầu với Elsu cũng không phải là một cái sự quá khó chịu dành cho vị tướng này. Họ sẽ cần khả năng bảo kê tốt hơn. Nhưng với việc có cho mình đó là Zeal, một vị tướng có được cấp độ 4 thì anh ta sẽ có khả năng ám sát cực kỳ hiệu quả. Với việc tích được cho mình cái nội tại, sau đó sử dụng những lần dùng phong đao, phong độn và sau đó kích hoạt và kết liễu đối phương với cái phong 3 thì dễ dàng lấy đi mạng của những vị xạ thủ như là Elsu và Slim được. Nên rõ ràng sự lựa chọn 1 tháng 7 là quân bài Zeal này một sự lựa chọn hoàn toàn hợp lý. Pháp TV còn có được thêm cho mình một quân bài quá là mạnh trong tay của Mudsly, đó là quân bài Tara. Ở ván đấu trước đó thì Inzerac đã phải cấm đi quân bài này để ngăn không cho Mudsly được chơi quân bài này, bởi nếu như anh ta có được Tara thì anh ta sẽ hoàn toàn thống trị khu vực đường trên và sẽ gây được một áp lực rất lớn khu vực đường trên khiến cho play khó chơi. Ở trận đấu lần này thì cuối cùng Fat TV cũng đã có cho mình những sự lựa chọn quá tốt và nó quá hợp cho Fat TV ở thời điểm này nếu như họ muốn đặt mục tiêu là kết liễu được VCN đã ở ván đấu thứ tư này. Nhưng đổi ngược lại thì cuối cùng ở cánh thủ, Rossi sẽ là vị tướng được chọn.
để có thể đối đầu lại với cả người chơi đứng đơn bên phía của Fast TV, đó là Muscleline. Và đội hình của bên phía Fast TV họ đang có rất nhiều những khả năng hồi phục với Senel, với Tara và thêm cả Verest ở khu vực đường giữa nữa, thì khả năng hồi phục là cực kỳ nhiều đến từ bên phía của Fast TV. Và cái món đồ giảm hồi máu cũng đang là một cái món đồ cần lên sớm đến từ bên phía của Easy Duck để có thể khắc chế vào cái đội hình này, khi trong đội hình của họ không có một vị pháp sư có khả năng cấu diệt tầm xa để có thể lên những món đồ đó sớm. Hoặc đặc biệt như có Sephira trong đội hình thì cũng có thể lên món đồ giảm hồi máu sớm, nhưng Sephira đã bị cấm đi chính từ họ rồi, cho nên với cái kiếm giảm hồi máu thì cũng đao truy hồn đúng không? Cái đao truy hồn thì cũng là một cái món đồ mà cần phải lên sớm, đặc biệt là với Sleep. Vì đao truy hồn lên sớm trong tay của Elsu cũng không phải là một cái biện pháp quá hiệu quả. Rõ ràng để lên đao truy hồn trong tay của Elsu thì Elsu cũng không thể mạnh lên được quá nhiều. Và đó sẽ là một khả năng lên đồ tương đối là yếu với vị xạ thủ này. Và đây sẽ là ván đấu bản lề của trận đấu. Một là VC The Duck đưa được kèo đấu này về thế cân bằng. Hai là Fast TV sẽ có chiến thắng 3-1 trước In The Duck và ngồi chờ những trận đấu tiếp theo, chờ kết quả của những đối thủ còn lại trong top 4, cũng như là chuẩn bị cho trận đấu với cả Team Flat. Chúng ta cùng chờ xem liệu sẽ có bất ngờ đến từ Inzidak hay không. Và chúng ta bắt đầu ngay vào ván đấu thứ tư. Với cái đối đầu này thì tôi đang cảm thấy bên phía Fast TV họ phần nào đó có độ nhỉnh hơn về mặt chất tướng, vì với Martin anh ta bắt buộc phải có những tình huống đứng ngắm bắn, hoặc nếu muốn dâng lên cao để gây ra thương thì anh ta liên tiếp sẽ phải gặp được sự khó chịu và sự đu bám đến từ Tara cũng như đến từ anh chàng 5 tháng 7 với Jill nữa, thì cũng là một tình huống rất khó chơi dành cho Martin. Nhưng nếu anh ta cấu máu tốt ở trước giao tranh thì Jill rất có thể khó có thể băng vào trong giao tranh được. Và đó là một tình huống cấu máu thành công ở vị trí đến từ Kidra. Kidra mất rất nhiều máu, nhưng đổi ngược lại thì Martin sau khi dành thời gian để có thể cấu máu với viễn trình kích thì anh ta phải dọn lính ở trong trụ. Điều đó khiến cho lượng lính, lượng kinh nghiệm anh ta lên cho đầu trận đấu nó sẽ hơi thỏ hơn một chút. Khu vực đường trên, Siren hỗ trợ cho Hero và họ có để cho mình con chim ngay trước mắt của Blaze. Kiran ván đấu này anh ta sử dụng cho mình đó là Violet thì cũng đã được đưa ra ở khu vực đường giữa. Với chất tướng ở Violet thì khi phải đối đầu với Martin anh ta sẽ phải đề cao cảnh giác cũng như là Siren đu về rất dễ dàng thôi với chỉ thần lực của mình. Thì đang quay trở lại với kèo đối đầu đứng giữa đó là Violet cũng như là Elsu, thì Violet sẽ phải tính toán rất nhiều trong tình huống muốn thoát ra khỏi những tình huống ngắm bắn đến từ Martin. Như tình huống vừa rồi, Martin cũng đã có một cú bắn chính xác vào người của Cyrus. Và bên phía của In The Dark đang là hai cái mộc giáp được lên đến từ bên phía của đội tuyển này. Một đội hình có thể nói là khá nhiều xôi thịt, và cái mộc giáp này lên là quá hợp lý với cả Roxy, bởi Roxy và vị tướng có khả năng gây sát thương phép. Một tình huống ném lao cơ khí thiếu cảm giác đến Quang Hải, nếu như tình huống đó là một cú ném choáng thành công thì có thể là bên phía của In The Dark có thể lấy đi cái mạng của Blaze. Để lấy đi cái mạng của người chơi được đơn bên phía Fast TV, đó chính là Muscleline là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng đây là một tình huống mà bên phía của Fast TV bắt vào người của Taka, và Taka đủ độ lì để thoát thân trong tình huống trên. Tạm thời đó cũng là một tình huống trao đổi khu vực con rơi, và một tình huống là ném lao chính xác đến từ Quang Hải làm choáng được Cyrus, và Cyrus mất đi một lượng máu tương đối lớn sau một tình huống đứng hớ hênh của mình. Và khi Cyrus phải biến về thì con rồng được hở ra dành cho bên phía của In The Dark. Bên dưới thì đang có một tình huống giao tranh trao đổi chiêu thức cũng khá mãnh liệt đến từ Muscleline cũng như là anh chàng Goro. Rồi đã bắt đầu khởi động cho mình con rồng lùa được Muscleline ra, và con rồng dành cho bên phía của In The Dark của tình huống di chuyển tương đối thận trọng từ đội tuyển này. Sự hỗ trợ đến từ cả Blaze giữa Kenta kéo được đó Kiran. Là Kiran bị giữ chân, Kiran rất thấp máu, đã mất đi cho mình cái tốc biến, và đồng đội Kiran cũng đã có mặt kịp thời. Và các mục tiêu bị tấn công thì cũng là những mục tiêu rất cứng cáp như Taka cũng như là Play đã lùi về thành công. Rồi, yếu máu đến từ In The Dark và họ chấp nhận nhìn cho đối phương cướp được cho mình một con quái. Taka đang phải cố gắng níu giữ cơ hội, giữ được cái gì trong hang bùa đỏ là giữ. Nhưng hiện tại thì có vẻ như sức chống cự đến Taka là tương đối yếu ớt, và Quang Hải đã ra. Rất có thể giao tranh sẽ được nổ ra, lao cơ khí không chính xác, rất may mắn dành cho 5 tháng 7 và anh ta cướp được con bùa đỏ sau đó lui về cùng với Cyrus. Một tình huống cướp bùa thành công dành cho hai người chơi này, trong khi đó đường dưới một tình huống trao đổi chiêu thức giữa Martin và cả Goro nữa. Giữ mệnh cử thế đáp xuống khiến cho Goro bắt buộc phải lùi về. Một tình huống bộc phá nhưng không hạ cục được Muscleline bởi anh ta quá lì đòn. Nhưng đổi ngược lại thì Goro cũng đã khiến cho Muscleline mất một lượng máu tương đối lớn. Một tình huống mà sử dụng cho mình cái sứ mệnh cứu thế để đến giúp đỡ cho Muscleline. Khu vực đường trên tiếp tục là đứng rình rập đến từ Hero, và Hero đang gặp tương đối nhiều khó khăn khi phải đối đầu lại với cả Blaze tại thời điểm này. Blaze vẫn đang cho thấy mình là một trong những người chơi có khả năng chơi Roxy tương đối khó chịu. Anh ta liên tục thả cho mình cái keo lửa và cấu máu đến rồi, từ Hero. Và bị Hero cuối, Hero bị ăn một phát bắn đến từ trụ nhưng cũng phần nào đó đẩy cho. Trong đó đường dưới
đã có điểm chấm cân đầu sau một tình huống băng trụ đến từ bên phía của Pháp TV. Taka xoay bao búa, Taka sẽ bị nằm lại bởi đó là sát thương rất nhiều từ Pháp TV. Họ lùi ra. Chi thần lực chính xác, Taka vẫn có thể lùi về thành công trong cái đó là cực kỳ chính xác đến từ Quang Hải. Vẫn băng lên đến từ 5 tháng 7 chặn đầu rất tốt. Và bên phía Pháp TV, 4 thành viên thấp máu bảo kê cho nhau lùi về thành công. Tình huống tương đối thành công bên phía của Pháp TV, bên phía của In The Dark họ kịp thời là lùi về, nhưng Pháp TV họ cũng có một tình huống gia tăng áp lực. Họ có được cho mình cái trụ đầu tiên khu vực đường dưới đến bên phía của VC The Dark. Hiện tại thì lượng tiền đang không chênh lệch quá nhiều, nhưng Blaze liên tục có những cú ném keo lửa thành công và tiếp tục mục tiêu bị hướng tới là Kiran. Cyrus lao xuống đỡ được lao cơ khí dành cho Kiran trong pha thi đấu vừa rồi, nhưng đây là hai lần liên tiếp Kiran bị dính cho mình những cú chói đến từ anh chàng Blaze trong sau hai tình huống di chuyển. Và rất may mắn dành cho Kiran, và tôi nghĩ những tình huống sau sẽ không có thể may mắn vì đâu, cho nên Kiran cần giữ cho mình cái khoảng cách tốt hơn và an toàn hơn ở khu vực giữa để ta có thể sống sót an toàn. Tiếp tục đánh vào cánh bùa đỏ, không có sự hỗ trợ đến từ Taka vì Taka đã mải mê khu vực đường dưới để bảo kê cho người chơi đơn mình. Taka làm choáng được Hero và Quang Hải đã có một tình huống phi lao chính xác vào người của 5 tháng 7, một tình huống phi lao chính xác vào người thấp máu, và 5 tháng 7 đã phải nằm xuống mà không thể có tình huống ám sát vào vị trí của Slim nữa. Thêm một tình huống phi lao chính xác vào người của Cyrus, và đây là một tình huống muốn ép trụ đến từ 4 thành viên bên phía của Isaac. Martin đang đứng ngắm cho mình một cú viễn chinh kích. Hero là người bị tấn công và Quang Hải đang cố gắng bào đi nhiều nhất lượng máu có thể. Cyrus là người đưa thân mình ra để chặn đi con lính này, nhưng đã có trụ rồi cho bên phía của Isaac. Cyrus là người thấp máu bị làm choáng bởi Taka và đã phải sử dụng cho mình cái sứ mệnh cứu thế, nhưng ta không thể lui về được, nhưng khả năng hồi máu là vẫn có để cho những người đồng đội. Taka thấp máu bị tấn công bởi Kiran. Kiran có điểm hạ gục. Quang Hải là người thứ hai đã không thể về được, nhưng Martin có điểm hạ gục chính xác với cú viễn chinh kích tốt của mình. Và Martin cũng như Blaze phải lùi về, Kiran đã lên kịp thời và họ sẽ rất khó khăn tình huống phòng thủ này. Cấu máu đến từ Martin, nhưng sức bắn từ Kiran đang là rất lực. Tự nhiên anh ta có cho mình 3 điểm hạ gục và có một cái đê tương đối đẹp. Họ có cho mình cái trụ khu vực đường trên và sức chống chịu của Mudslide đã kịp thời câu kéo khoảng thời gian để giúp cho Kiran lên kịp thời, giải tỏa được toàn bộ các thành viên của Pháp TV. Của thành viên của bên phía In The Dark, mặc dù trước đó họ có một tình huống giao tranh thành công với sự chống chịu tốt đến từ quân bài Roshi trong tay của Blaze. Goro đang tìm những góc rình, Goro đang rình, anh ta có cho mình đó là cái long kiếm nhưng không dám tấn công vào vị trí của Kiran vì có khả năng bảo kê tốt đến từ Cyrus. Ở trong tình huống đó, Cyrus anh ta đã biết mình không còn bất cứ một chiêu thức gì để có thể lui về nữa, nên chủ động đứng giữa lòng địch để có thể đào chiêu cuối. Và mặc dù anh ta phải nằm xuống, nhưng khả năng hồi máu cũng như khả năng diện sát thương mà Cyrus mang lại cho đồng đội cũng là vô cùng tuyệt vời. Và Kiran cũng đã nắm bắt tốt thời cơ để có được 3 điểm hạ gục cũng như là có được con bùa trong tay. Mudslide anh ta thi đấu rất tự tin trong tình huống cướp bùa đối phương và khả năng hồi máu cực kỳ cơ thời. Quay trở lại gây sát thương, có sứ mệnh cứu thế đáp xuống. Mudslide được hồi một lượng máu cực kỳ lớn và Quang Hải không thể về được trong pha thi đấu này. Naka đang cố gắng bọc đầu để cho Blaze đang đứng biến về trước mặt của đối phương và đã là bảo kê thành công để Blaze có thể thoát về, nhưng vẫn là một tình huống phản canh tốt đến từ bên phía của Pháp TV. Quá nhiều hồi phục đến từ bên phía của Pháp TV. Đầu tiên là Mudslide thả thính anh ta cầu toàn bộ kỹ năng đến từ bên phía của In The Dark và sau đó anh ta kích hoạt cho mình thân thể thêm, nhưng Kira tốc biến quay trở ra và thoát được cú long kiếm đến từ Goro. Có rất nhiều những điểm bảo kê dành cho bên phía của Pháp TV, đó là những điểm hồi máu, đó là chiêu cuối của Cyrus và khiến cho Mudslide không thể bị nằm xuống trong những tình huống sốc như vậy. Và bên phía của Pháp TV họ chủ động tấn công thẳng vào con Seja ở phút thứ 7. Và anh chàng Blaze đi qua đây và Blaze, không phát hiện Blaze được. Có dám liều như cách anh ta cầm Vena và đấu trước đó không thể liều được bởi đó là hoàn toàn là khép góc đến từ Cyrus. Hồi phục là quá nhiều bên phía của Pháp TV. Đầu tiên là một combo khó chịu đến từ Senel, sau đó là Mudslide bật cho mình thân thể thép và như chưa có gì xảy ra cả. Anh ta có một sức chống chịu tương đối tốt. Mudslide tiếp tục là cân 3 đến từ Mudslide, nhưng lần này lại có sứ mệnh cứu thế đáp xuống thì làm sao chơi đây. Khả năng hồi phục đang là quá khó chịu dành cho bên phía của Pháp TV và liên tiếp những tình huống muốn bắt vào vị trí cứng cáp như thế này là hoàn toàn thất bại dành cho bên phía của In The Dark. Cần phải có những món đồ giảm hồi phục đến từ bên phía của In The Dark bởi khả năng chống chịu đến từ Pháp TV là quá khó chịu. Và vô hình chung họ đã quay trở lại trận đấu này sau những lợi thế đầu tiên mà In The Dark tạo ra được, tiếp tục gây áp lực lên khu vực bùa xanh bên phía của In The Dark. Và Cyrus tương đối tự tin, anh ta khép góc và Pháp TV đang muốn mở giao tranh, ném lao cơ khí liên tục trượt đến từ Quang Hải. Với khả năng đứng cao như thế này thì mở ra một khoảng trống rất tốt để cho Kiran có thể gây sát thương với những cú lộn bắn của mình. Thì Kiran cũng đang làm rất tốt những cú gây sát thương với khả năng đứng lên cao đến từ những người đồng đội dàn chắn cực kỳ vững chãi ở đường cánh trên của bên phía Pháp TV nữa. Trời. 5 tháng 7 anh ta cũng đang là một người chơi có những tình huống khép góc khá đáng kể và các vị trí đặc biệt là của Martin. Martin không dám đứng bắn quá lâu trong giao tranh vì sợ tình huống đu bám đến từ 5 tháng 7. Và tiếp tục là một tình huống công trụ lao ra trước, đó là Takan.
chiêu cuối giữa lòng địch đến từ bên phía của Fast TV và họ hồi được một lượng máu vô cùng đáng kể nữa, chưa ai phải nằm xuống nhưng cái trụ cũng đã được phòng thủ thành công. Rất khó chịu, Mudslide gần như là quá khó để có thể bị hạ gục khi anh ta cứ nằm trong trạng thái yếu máu là anh ta bật cho mình thần thép. Và sau đó là cả sứ mệnh như thế, Goro bắt đầu long kiến. Và đã có chiêu cuối đến từ 5/7, đu vào các vị trí quan trọng của bên phía Interduck, truy tần lực chúng hai người và đang đứng ngắm bắn đó là Martin. Martin cấu được một lượng máu rất ít ỏi đến từ các thành viên chống chịu bên phía Fast TV và họ lao lên như một cỗ xe tăng vậy. Fast TV đang tấn công rất mãnh liệt vào phần trụ của đối phương. Bên phía Interduck họ có phòng thủ kiên cường không kém nữa và đã có những tình huống lao ra đến từ Taka hất tung và làm choáng được rất nhiều người. Kira thì chọn mục tiêu đó là bắn vào trụ khiến cho khả năng tấn công vừa rồi là không hoàn thành dành cho bên phía Fast TV. Kira rất khôn khéo, anh ta dành cho mình một sức dứa nhất định trong khoảng thời gian Isaac lên phòng thủ và tấn công các thành viên của Fast TV, thì Kira lại đứng xa một góc và cố gắng bắn thật nhiều vào cái trụ đó. Suýt nữa anh ta đã lấy cho mình một đường siêu cấp dành cho bên phía của BCN Duck, nhưng cái trụ khu vực đường giữa cũng không còn quá nhiều máu. Và tình huống ép ban nãy là một tình huống ép tôi nghĩ rằng là thành công đối với cả bên phía của Fast TV. Họ quay trở lại với trận đấu này và con rồng dành cho bên phía của 5/7 cũng như là Fast TV. 33 giây nữa con tà thần nó sẽ xuất hiện và đây sẽ là màn giao tranh then chốt trong trận thi đấu này. Để phân định thắng bại, Cyrus có lẽ là anh ta sẽ không sợ tình huống bắt lẻ. Anh ta sẵn sàng tự tin nhảy vào bụi để trách bụi và cả Mudslide cũng vậy. Đúng, quá khó chịu đi đến từ các thành viên chống chịu và hồi phục đến từ bên phía của Fast TV. Ở bên phía của Interduck họ vẫn chưa có được cái biện pháp hóa giải cho những con bài này. Đó là lý do vì sao Fast TV họ có thể có những tình huống công trụ đến một khoảng thời gian tương đối dài ở phần sân của đối phương. Đồng ý. Cyrus bị tấn công, Kiran đang chọn góc để bắn. Kiran đang bị tấn công bởi Goro, bắt buộc phải lội qua tường. Kiran không được chơi trong cái đó. Cyrus lại quá thất máu, Cyrus đã phải nắm xuống điểm và dùng dịch cho Quang Hải. Kira bắn trong rất khi đau. Đó thì Kira quay ngược trở lại trả sát thương cũng cực kỳ đau. Taka thất máu, Hiro lao vào băng và anh ta đang có rất nhiều những thành viên đang thất máu. Lên đến từ Kiran. Kiran có thể anh ta có thể được thêm điểm hạ gục nữa. Đó là Martin. Martin đã phải sử dụng cho mình một tình huống có phải là quả cầu anh xương đến từ phép bổ trợ hay không? Nhưng trong khi đó đường dưới là một tình huống đẩy trụ có chịu đến từ anh chàng Tara nữa. Vâng, như mọi khi thì Mudslide vẫn tiếp tục là nhân vật chính trong bộ phim đẩy lẻ nhiều tập của mình. Anh ta bị kéo lại bởi Playes nhưng Mudslide quá lực. Anh ta cố gắng dướn và hai đường siêu cấp dành cho Fast TV, Mudslide còn chưa phải nằm xuống. Bây giờ mới có sách truy hồn dành cho Playes. Khả năng hồi máu của Playes bây giờ giảm hồi máu của Playes bây giờ mới có khả năng phát huy được hiệu quả trong tình huống băng cắt sâu vào đội hình của đối phương. Trong khi đó thì Hero vẫn đang rất tự tin cản bước tiến của Goro và Corsair sẽ là mục tiêu mà bên Fast TV họ hướng đến ở thời gian sắp tới. Bá bắt đầu khởi động cho mình con tà thần Caesar. Blaze đi ra nhưng mọi khi thì Blaze luôn luôn là người đứng xa nhất bên phía đội hình của In The Dark. Và Blaze đang gặp nguy hiểm. Mudslide thì chặn đầu Goro, trong khi đó Blaze thì quá đơn độc dưới sức sát thương của 4 thành viên. Và tiếp tục là điểm hạ gục dành cho Kiran. Đây là trận thi đấu Kiran đã quá xanh rồi. Trong khi đó thì Mudslide cũng đang là một người chơi có khả năng hồi phục rất khó chịu và anh ta cản bước tất cả các thành viên còn lại của bên phía In The Dark để những đồng đội của mình ăn nhanh chóng con tà thần Caesar. Và với con tà thần Caesar này thì bên Fast TV có cơ hội lớn để có thể kết thúc trận đấu. Ăn chặt và đó là hai con tà thần Caesar dành cho vị trí của Fast TV. Dòng tiên phong được thả ra và đây sẽ là một cú ép tương đối dữ dội từ Fast TV đã có lên sách truy hồn. Nhưng lên tại thời điểm này đã là ăn thua hay chưa, bởi sức chống chịu đến từ Fast TV vẫn đang là tương đối mạnh. Uầy. Kira bắn rất đau và Taka mất một cục máu. Kira anh ta lựa chọn cho mình đó là cái áo choàng băng. Những cú bắn của anh ta đã đau rồi còn có thêm cả hiệu ứng làm chậm khó chịu nữa khiến cho Martin ngay lập tức mất cho mình cái tốc biến và sứ mệnh cứu thế đáp vào trụ cũng không đủ để cứu mạng được Hero. Mudslide đến đẩy tiếp, Mudslide tiếp tục vào trụ, anh ta kệ hết tất cả thành viên Interduck để lấy được cho mình đường siêu cấp thứ 3 và không một thành viên nào của Interduck có thể hạ gục được Mudslide tại thời điểm này. Mặc dù có một người bạn nằm xuống nhưng họ vẫn đủ tài nguyên để có thể lấy được đi 3 đường lính siêu cấp. Và khi mất đi một người rồi thì nên lui về cũng là một lựa chọn chính xác dành cho bên phía của Fast TV. Vì nếu đánh nhau ở thời điểm này rất có thể họ sẽ là người mắc sai lầm. Đồng ý, khoảng thời gian để có thể hồi sinh ở giai đoạn cuối trận đấu sẽ lâu hơn. Nên chỉ cần một tình huống quăng thôi, mặc dù họ đã có cho mình 3 đường siêu cấp, họ hoàn toàn có thể phải trả giá. Và cái cách mà Fast TV họ lui về sau tình huống ép được thành công 3 đường siêu cấp là một tình huống tương đối hợp lý từ Fast TV. Và bây giờ thì Zdrat đang mất rất nhiều thời gian để hạ gục cho mình được những con chùy to. Và riêng khoảng thời gian mà họ dọn lính đã đủ khó khăn rồi. Bây giờ họ còn đang phải thua về mặt trụ nữa. Đây là một tình thế mà Fast TV chỉ cần đẩy lên cao là có thể hạ gục được, có thể kết liễu được ván đấu này rồi. Chiến thắng đến rất gần với cả Fast TV. Và những phát bắn bên chi kích của Martin cũng không phải là một vấn đề quá lớn ở trong những tình huống như thế này nữa. Vì với 3 dàn chắn cứng cáp đến từ bên phía Fast TV, với Chanel, với Vares cũng như là với Tara nữa, thì họ có thể chủ động đứng lên rất cao để chặn đi những quán này. Cyrus đứng hẳn một góc để chờ có một cú nhảy vào.
Anh ta thậm chí còn không sợ tình huống cấu máu đến cái phía của Martin. Burstline không mất đi cho mình quá nhiều máu trong một tình huống chống chịu sát thương, trong khi đó Burstline là người càn vào rất sâu trong đội hình của bên phía In The Dark, giữ chân được rất nhiều người, trong khi đó Kiran đứng bên ngoài bị làm choáng nhưng ta vẫn có khả năng chơi. Burstline là người đầu tiên nằm xuống, nhưng 5 tháng 7 anh ta chủ động băng vào và hạ gục rất nhiều thành viên bên phía của In The Dark, và có thể đây sẽ là trận đấu và chắc chắn rồi đã là trận đấu thuyết phục dành cho bên phía của Pháp TV. Huyền thoại dành cho Violet trong tay Kira, và một trận thi đấu mà hoàn toàn là Pháp TV đã nắm được thế chủ động khi ở giai đoạn sau trận đấu họ có bước chuyển mình mạnh mẽ. Đây là một trận thi đấu mà Quang Hải có tình huống ném lao cơ khí quá ẩu. Anh ta liên tục có tình huống ném lao cơ khí trượt và nó không tạo nên được sự bất ngờ nào trong những tình huống giao tranh đối với cả bên phía của Pháp TV cả. Và tiếp tục là một trận thi đấu nữa mà Mudslide cho thấy mình là một trong những người chơi Tara tương đối mẫu mực.